Báo Trung Quốc bình luận như thế nào về VinFast? Đây là bài viết có tựa đề Người giàu nhất Việt Nam, cơn lốc điên cuồng chế tạo xe hơi. Ngày đầu tiên công ty lên sàn đã có giá trị thị trường vượt qua Mercedes-Benz, đăng trên thời báo chứng khoán Security Times ngày 16 tháng 8 năm 2023. Thời báo này do Nhân dân Nhật báo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc chủ trì. Chỉ sau một đêm, một thế lực mới trong ngành sản xuất ô tô vượt qua Mercedes-Benz đã ra đời. Ngày 15 tháng 8 năm 2023, theo giờ miền Đông Mỹ, VinFast Auto, nhà sản xuất xe điện Việt Nam được mệnh danh là Tesla Việt Nam và công ty mua lại mục đích đặc biệt SBIC Black Space Acquisition của Hà Du Long, Laurencio, con trai của vua cờ bạc Hà Hồng Sân, Stanley Ho ở Macau, hoàn tất việc sáp nhập và lần đầu tiên đổ bộ lên sàn chứng khoán Nasdaq. Giá cổ phiếu ngày niêm yết đầu tiên tăng 254,64% và giá trị thị trường hiện tại đạt 86,05 tỷ đô la Mỹ, khoảng 627,9 tỷ nhân dân tệ. Điều này có nghĩa là hãng xe hơi non trẻ VinFast Auto chỉ mới thành lập vào năm 2017 đã vượt mặt Mercedes-Benz về giá thị trường, vượt tổng giá trị thị trường của hai công ty Ideal và Waylife, vượt qua nhiều hãng xe nổi tiếng như Honda, Fox, GM và Ferrari, trở thành hãng xe hơi lớn thứ 5 trên thế giới. Rốt cuộc, nguồn gốc của Tesla Việt Nam này là gì và tại sao nó lại được ưa chuộng trên thị trường vốn? Lịch sử cơn lốc chế tạo xe hơi của người giàu nhất Việt Nam. Đứng sau VinFast là ông Phạm Nhật Vượng, người giàu nhất Việt Nam. Trong danh sách người giàu của tạp chí Forbes công bố ngày 15 tháng 8 năm 2023, ông Vượng xếp thứ 458 với giá trị tài sản vòng 5,9 tỷ USD, khoảng 43 tỷ nhân dân tệ. Tuy nhiên, với việc giá cổ phiếu tăng vọt sau khi VinFast niêm yết, giá trị tài sản ròng của Phạm Nhật Vượng được dự đoán sẽ tăng gấp đôi. Năm 2017, khi Phạm Nhật Vượng thành lập VinFast, ông đã hô khẩu hiệu trong vòng 2 năm sẽ chế tạo được chiếc xe hơi của người Việt Nam đầu tiên. Chế tạo xe hơi là một trò chơi đốt tiền. Trong trò chơi này, Phạm Nhật Vượng đã thể hiện khả năng kiếm tiền của mình. Thông qua việc mua ban đầu và sau đó là đầu tư cao, VinFast đã đạt được sự phát triển nhanh chóng. Năm 2018, VinFast mua lại dây chuyền sản xuất ô tô của General Motors tại Việt Nam. Cuối năm 2018, VinFast công bố năng lực sản xuất hàng năm sẽ đạt 250.000 xe, trở thành thương hiệu xe ô tô quốc gia đầu tiên có năng lực sản xuất hàng loạt trong lịch sử Việt Nam. Tháng 11 năm 2021, VinFast ra mắt mẫu xe điện VF E34, mẫu xe đầu tiên chuyển sang chạy điện. Tháng 3 năm 2022, VinFast công bố sẽ đầu tư 4 tỷ USD để xây dựng một nhà máy ô tô mới ở Bắc Carolina, Mỹ và bắt đầu vươn ra toàn cầu. Tháng 7 năm 2022, theo thông tấn xã Việt Nam, sau khi bán hết lô xe Lux và Fadin cuối cùng vào ngày 15 tháng 7 năm đó, VinFast chính thức thông báo ngừng bán xe chạy nhiên liệu. Sau khi tạm dừng kinh doanh xe chạy nhiên liệu, VinFast trở thành nhà sản xuất thuần xe điện đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam. Khi trình bày về lý do tạo ra thương hiệu xe điện VinFast, ông Phạm Nhật Vượng nói với giới truyền thông, Việt Nam cần có ít nhất một thương hiệu được nhận diện toàn cầu. Thế nhưng hiện nay, VinFast Auto còn chưa có lãi. Sau ngày thành lập, công ty liên tục thua lỗ, vẫn cần được Vingroup của Phạm Nhật Vượng tiếp máu. Tập đoàn Vingroup là một trong những doanh nghiệp niêm yết lớn nhất Việt Nam, doanh nghiệp kinh doanh trên nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, bất động sản, công nghệ. Đến năm 2022, doanh thu của tập đoàn chiếm 2,2% GDP của Việt Nam. Về việc khi nào VinFast sẽ có lãi, ông Phạm Nhật Vượng cho biết nếu hoạt động bình ổn và hòa vốn vào cuối năm 2024, VinFast có thể có lãi sau năm 2025. Khi nói tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông, Phạm Nhật Vượng dự đoán doanh số bán xe điện trong năm nay sẽ đạt 45.000 đến 50.000 chiếc và công ty có thể sản xuất xe điện bán tải, xe mini và các mẫu xe khác theo nhu cầu thị trường. Thị trường Đông Nam Á trở thành mảnh đất các hãng xe hơi phải giành lấy. Vì sao VinFast được thị trường vốn nhiệt tình chào đón và thực hiện được giá cổ phiếu tăng chóng mặt? Một phần nguyên nhân là do số lượng cổ phiếu lưu hành mà VinFast có thể giao dịch là cực kỳ ít, chỉ chiếm chưa đến 1% tổng vốn cổ phần. Điều đó làm cho công ty càng dễ dàng chịu ảnh hưởng từ quá trình vận hành của thị trường.
Một số nguyên nhân quan trọng khác là thị trường Đông Nam Á, nơi VinFast kinh doanh đã trở thành mảnh đất phải giành lấy của các hãng xe năng lượng mới. Vào tháng 7 năm nay, theo thông tấn xã quốc gia Malaysia, hãng xe Trung Quốc Geely sẽ đầu tư 10 tỷ USD để xây dựng Tanjung Malim, Perak, Malaysia thành thành phố sản xuất ô tô lớn nhất khu vực. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết Geely đã thông báo kế hoạch này cho ông trong một lá thư và khoản đầu tư này sẽ tạo ra hàng nghìn việc làm ở Malaysia. Ngày 5 tháng 5, Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Trần Hồng Hà đã gặp Chủ tịch BYD Vương Truyền Phúc Wang Chunfu tại Hà Nội để đàm phán về xe điện. Vương Truyền Phúc hy vọng Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi giúp BYD hoàn tất quá trình đầu tư để có thể nhanh chóng đầu tư vào xe điện tại Việt Nam và bán ra trong nước cũng như các thị trường khác ở Đông Nam Á. Tháng 9 năm 2022, nhà máy đầu tiên ở nước ngoài của BYD được tiến hành xây dựng tại Thái Lan, dự kiến đi vào hoạt động năm 2024. Nhà máy này có kế hoạch sản xuất 150.000 xe nguyên chiếc mỗi năm và sẽ tỏa ra toàn bộ thị trường ASEAN. Ngoài BYD, công ty Chery Motor đã thành lập nhà máy tại Thái Lan và Indonesia. Nhà máy ở Thái Lan của Great Wall Motor trưởng thành đã đi vào sản xuất được 2 năm. Nhiều công ty ô tô Trung Quốc đã tăng tốc thâm nhập thị trường Đông Nam Á. Tại sao các công ty xe hơi Trung Quốc tăng tốc đổ vào Đông Nam Á? Bởi vì xe năng lượng mới của họ đang bán rất chạy ở thị trường này. Đại diện của BYD nói với các nhà báo rằng vào tháng 11 năm 2022, ATT Obey Yuan Plus của BYD đã ra mắt tại Thái Lan, khiến nhiều người tiêu dùng địa phương tranh nhau mua lúc nửa đêm. Theo dữ liệu của Counterpoint, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang chiếm địa vị chủ đạo trên thị trường xe điện phát triển nhanh ở Đông Nam Á. Trong quý đầu tiên năm nay, họ đã chiếm 3/4 lượng tiêu thụ xe điện của khu vực này. Theo báo cáo nghiên cứu do Canalist công bố, trong 10 năm tới, thị trường ô tô nói chung tại ASEAN sẽ bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng, mặc dù mức độ thâm nhập của xe năng lượng mới ở Đông Nam Á thấp hơn so với các quốc gia dòng chính khác. Các quốc gia mà đại diện tiêu biểu là Thái Lan và Việt Nam tiếp tục đưa ra các chính sách hỗ trợ ngành năng lượng mới và tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Cùng với các yếu tố thuận lợi như việc xây dựng khu vực thương mại tự do Trung Quốc ASEAN và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực, nó sẽ thúc đẩy hơn nữa tốc độ thâm nhập của các sản phẩm ô tô Trung Quốc, đặc biệt là các sản phẩm năng lượng mới tại thị trường Đông Nam Á. Ước tính đến năm 2025, tỷ lệ thâm nhập của các sản phẩm ô tô Trung Quốc tại Đông Nam Á sẽ tăng nhanh từ 2,6% năm 2022 lên 12,8%. Sự thâm nhập nhanh chóng của các loại xe năng lượng mới ở Đông Nam Á cũng sẽ mang đến cơ hội phát triển cho các công ty ô tô bản địa như VinFast. Đồng thời, việc nhà máy của VinFast tại Mỹ chính thức động thổ vào tháng 7 năm nay với công suất sản xuất ước tính 150.000 xe một năm cũng mang đến một kỳ vọng cho thị trường vốn. Trong thị trường xe điện năng lượng mới đang cạnh tranh khốc liệt, công ty VinFast non trẻ có thể đi bao xa? Hiện tượng giá cổ phiếu tăng vọt sau khi niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ là một tia chớp trong nháy mắt hay sự khởi đầu của một huyền thoại mới? Chúng ta hãy đợi xem. Bán tải VinFast VFY lăn bánh ngoài đời thực, khẳng định không chỉ là xe concept. Nguyên mẫu bán tải điện VinFast VFY khiến nhiều người bất ngờ khi có thể thực sự vận hành ngoài đời thực. VinFast VFY lần đầu lăn bánh tại Mỹ. Mẫu bán tải chạy điện VinFast VFY đang thu hút sự quan tâm của người dùng cả trong nước và quốc tế trong vài ngày gần đây. Phương tiện này đã được hãng xe Việt ra mắt tại triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2024 diễn ra vào ngày 10 tháng 1 tại Mỹ. VFY gây ấn tượng với thiết kế mang đậm phong cách tương lai, điểm nhấn là cửa mở ngược theo kiểu của các mẫu xe siêu sang đến từ Rolls-Royce. Qua đó, tối ưu không gian, xe cũng sở hữu nhiều trang bị hiện đại hiếm có trên các mẫu xe bán tải chạy bằng xăng. Tuy nhiên, một số người cho rằng vì đây là xe concept nên chỉ mang ý nghĩa là mô hình nhằm mục đích trưng bày chứ không thể chạy được. Mới đây, những video được chia sẻ bởi bà Darlene Diễm Hoàng, giám đốc phát triển kinh doanh của VinFast tại California, Hoa Kỳ cho thấy VFY thực tế có khả năng hoạt động và di chuyển với người lái bên trong. Trong video, mẫu xe bán tải hoàn toàn điện này có thể được lái, di chuyển lên phía trước và lùi như một chiếc xe thương mại thông thường. Thậm chí, cả đèn phanh phía sau cũng hoạt động.
Vì vậy, có thể thấy concept xe bán tải điện VFY của VinFast không chỉ là một mô hình tĩnh mà đã được phát triển để có thể hoạt động trong thực tế. Điều này cho thấy những mẫu xe nguyên mẫu của VinFast được thực hiện khá sát so với bản thương mại, tương tự hai mẫu VF8 và VF9. VinFast VFY có gì? Thiết kế và trang bị. VFY là sản phẩm của sự hợp tác giữa VinFast cùng công ty thiết kế GoMotive Úc sau hơn 8.000 giờ nghiên cứu và phát triển. Với sự tham gia của nhiều nhà thiết kế hàng đầu, VFY được áp dụng ngôn ngữ thiết kế sức mạnh của dòng chảy, lấy cảm hứng từ hình ảnh chiếc áo choàng bay trong gió của siêu anh hùng. Đây là mẫu xe bán tải điện trong phân khúc cỡ trung với chiều dài tổng thể là 5.324mm và chiều rộng là 1.997mm, thùng xe dài đến 1.727mm. Với mít kết chỉnh điện, VFY có thể gập hàng ghế sau, kính và thành thùng xe xuống chỉ bằng một nút bấm. Nội thất bên trong khá sang trọng với hai tông màu nâu và xám. VinFast VFY được trang bị một màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn, cùng đồng hồ phía sau vô lăng, cùng các thanh điều khiển cần gạt nước và đèn chiếu sáng. Dự đoán về hệ truyền động. Mặc dù hiện chưa có thông tin chi tiết về hệ thống truyền động hoặc pin được công bố, nhưng trang Caran Driver hy vọng rằng VinFast VFY sẽ được trang bị động cơ điện kép và hệ dẫn truyền động 4 bánh mang đến phạm vi hoạt động khoảng 400km sau một lần sạc đầy. Từ Thể thao 247, Độc đáo TV tổng hợp và đưa tin. 5 lý do xe của Nam VF6 áp đảo các đối thủ cùng phân khúc. Sở hữu thiết kế cá tính, không gian nội thất rộng hàng đầu phân khúc, trải nghiệm lái mạnh mẽ cùng loạt công nghệ an toàn và tính năng phong phú. Đó là những lý do khiến cộng đồng người dùng cũng như các giám khảo của CarWatch 2023 bình chọn VF6 là xe của năm phân khúc BSUV. Sau đây là 5 lý do mẫu BSUV chạy điện thương hiệu Việt áp đảo các đối thủ cùng phân khúc. Chi phí hợp lý, dễ tiếp cận nhất trong các mẫu BSUV. Là mẫu xe hướng tới nhóm khách hàng gia đình, VF6 được đánh giá cao ở chi phí sở hữu và sử dụng rẻ bất ngờ. Theo đó, với lựa chọn thuê pin ưu Việt, giá niêm yết của xe chỉ còn 675 triệu đồng bản Base và 765 triệu đồng bản Plus, tương đương tầm giá của Seltos hay Yaris Cross. Tuy nhiên, nhờ được hưởng chính sách 0% phí trước bạ cho xe điện, cộng thêm ưu đãi cho khách hàng đặt sớm, VF6 chỉ cần thêm 2 triệu đồng để lăn bánh tại Hà Nội. Trong khi đó, với xe xăng, người dùng phải trả thêm khoảng 70 đến hơn 90 triệu đồng do không còn được hưởng chính sách ưu đãi 50% phí trước bạ. VF6 có số điểm áp đảo từ tỷ lệ độc giả bình chọn vì trải nghiệm sử dụng xuất sắc. Chưa hết, VF6 cũng dẫn đầu xu hướng di chuyển xanh và giúp mở rộng cơ hội sở hữu xe thuần điện cho người dùng khi có chi phí vận hành cực rẻ. Theo tính toán, với khối pin 59,6 kWh, đi được quãng đường lên tới 399 km, chi phí vận hành trung bình cho mỗi km của VF6 chỉ vào khoảng 1.100 đồng, đã bao gồm 1,8 triệu đồng thuê pin cho quãng đường di chuyển 3.000 km một tháng. Rẻ hơn đáng kể so với mức trung bình tối thiểu là 1.600 đồng một km của các đối thủ xe xăng. Vận hành mạnh mẽ và chắc chắn, trải nghiệm êm ái như xe cao cấp. VF6 có hai phiên bản động cơ điện mang đến sức mạnh khác nhau cho công suất tối đa lần lượt 174 mã lực và 201 mã lực, tương ứng với mô men xoắn cực đại 250 Nm và 310 Nm, vượt xa hai ứng viên Seltos và Yaris Cross, thậm chí là hơn nhiều mẫu xe ở phân khúc C. Đặc biệt, VF6 là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc được trang bị hệ thống treo sau đa điểm. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, VF6 có khả năng dập tắt dao động tốt, thân xe vững chắc, ổn định khi vào cua cũng như khi đánh lái. Thậm chí, hệ thống treo trên VF6 được nhiều người dùng mô tả là tạo cảm giác thư giãn giống như xe cao cấp. VF6 cũng khiến các đối thủ cùng phân khúc chảo thua khi được trang bị la răng hợp kim 5 chấu khỏe khoắn với kích thước lên đến 19 inch, tôn lên vẻ ngoài thời thượng. Trong khi đó, các mẫu xe xăng trong phân khúc chỉ được trang bị la răng khiêm tốn 16-17 inch. Tính năng phong phú, tiện nghi đa dạng, an toàn vượt trội. Thừa hưởng ADN công nghệ của VinFast, ngoài những trang bị an toàn cần thiết như chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, VF6 còn được trang bị hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS với các tính năng hiện đại như cảnh báo điểm mù, hỗ trợ đỗ phía trước sau, hệ thống camera sau, giám sát xung quanh. Giải thưởng phản ánh chính xác những gì VF6 có thể hiện ở phân khúc BSUV.
Dự kiến từ đầu năm 2024, hãng sẽ cập nhật miễn phí thêm các tính năng ADAS khác như hỗ trợ lái trên cao tốc, hỗ trợ và kiểm soát đi giữa làn, giám sát hành trình thích ứng, nhận diện biển giao thông, phanh tự động khẩn cấp, mang đến cho người dùng trải nghiệm lái đơn giản và an toàn hơn. Xe còn được trang bị 8 túi khí trên phiên bản Plus, đảm bảo an toàn tối đa cho người dùng. Bên cạnh đó, VF6 được đánh giá đáng tiền hơn các mẫu xe xăng trong phân khúc nhờ gói dịch vụ VF Connect với hàng loạt tính năng thông minh như thiết lập, theo dõi hồ sơ người lái, gọi cứu hộ tự động, trợ lý ảo tương tác bằng giọng nói tiếng Việt đa vùng miền, giải trí, gia đình và văn phòng. Thiết kế cá tính, không gian nội thất rộng hàng đầu phân khúc. Khác với mẫu xe xăng trong phân khúc B ít được nhà sản xuất chăm chút phần thiết kế, VF6 ghi điểm với nét cá tính riêng qua các đường vuốt cong được sử dụng gần như triệt để. Đội ngũ thiết kế của Torino Design sáng tạo mẫu SUV điện với triết lý thiết kế cặp đối lập tự nhiên, cân bằng giữa thẩm mỹ và công năng, mang lại những chi tiết hiện đại, tinh tế và được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Định vị ở phân khúc B, tuy nhiên, thông số kỹ thuật của VF6 ngang ngửa các dòng xe phân khúc C SUV, trục cơ sở lên đến 2.730mm, dài hơn toàn bộ sản phẩm cùng phân khúc, giúp VF6 có không gian cabin rộng rãi cho người dùng, trong khi thiết kế tổng thể vẫn giữ được nét thời trang và phong cách. Bên trong, khoang nội thất của VF6 nhận nhiều lời khen nhờ sự tinh tế, chỉn chu từ thiết kế, mức độ hoàn thiện đến công thái học. Xe cũng sở hữu nhiều trang bị nổi bật, giúp mang lại trải nghiệm thư thái, thoải mái cho người dùng như màn hình giải trí cảm ứng 12,9 inch, màn hình HUD, phanh tay điện tử, điều hòa tự động hai vùng tích hợp bộ lọc Combi 1.0. Chính sách bảo hành và hậu mãi tốt nhất thị trường. Với VF6, người dùng có thể an tâm sử dụng dài lâu khi xe được hưởng chính sách bảo hành chính hãng cực tốt lên tới 7 năm hoặc 160.000 km, pin bảo hành 8 năm không giới hạn số km, vượt xa mức phổ biến trên thị trường hiện nay là 3 năm hay 100.000 km. Cùng với đó là các đặc quyền riêng có của hãng xe Việt như cứu hộ 24/7, dịch vụ sửa chữa lưu động, sạc pin lưu động 24/7, chính sách cam kết giá mua lại sau 5 năm. Với hàng loạt lợi thế vượt trội, có thể hiểu vì sao VF6 đang là mẫu xe được yêu thích hàng đầu phân khúc BSUV. Thậm chí, mẫu xe này của VinFast hoàn toàn có thể chinh phục những khách hàng đang tìm mua xe ở phân khúc cao hơn do giá trị sử dụng mà VF6 mang lại ở mức tương đương, trong khi chi phí bỏ ra thấp hơn rất nhiều. Bán hàng xe
1920 với lối kiến trúc Pháp, phong cách trang trí nội thất mang đậm dấu ấn của thập niên 60-70. Vị trí đặc biệt của ngôi nhà cổ này cùng với giá trị lịch sử của nó đã trở thành nơi truyền cho ông những cảm hứng sáng tạo. Ngoài ra, Thái Công còn đang sống trong biệt thự sang trọng tại Thảo Điền, thành phố Hồ Chí Minh, được thiết kế có sân vườn, bể bơi và đậm chất nghệ thuật trừu tượng. Từ cà phê Bít, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Chủ tịch VinFast, tất cả đại lý tại Mỹ đều thích VF3. Bà Lê Thị Thu Thủy cho biết, chiếc SUV mini VF3 sẽ ra mắt đầu năm sau tại thị trường Mỹ, có giá dưới 20.000 USD. Tháng 8 năm 2023, thương hiệu ô tô Việt Nam VinFast ghi dấu ấn khi chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ Nasdaq với những mục tiêu đầy tham vọng về sản xuất xe điện có giá cả phải chăng cho người tiêu dùng Mỹ. Tại triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2024, VinFast đã giới thiệu mẫu xe bán tải điện Wild và chiếc SUV mini VF3 hoàn toàn mới. Nhân sự kiện này, biên tập viên Akiko Fujita của Yahoo Finance đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch Hội đồng Quản trị VinFast, bà Lê Thị Thu Thủy về chiến lược thâm nhập thị trường Mỹ trong bối cảnh tỷ lệ người dùng sử dụng xe điện đang giảm và khả năng chi trả đang là trở ngại lớn đối với người mua ô tô ở xứ cờ hoa. Ngay từ đầu, sứ mệnh của chúng tôi là làm cho xe điện trở nên dễ tiếp cận với mọi người. Các bạn có thể thấy tất cả các mẫu xe đều xuất hiện trong danh sách của chúng tôi, từ những chiếc xe điện giá phải chăng dưới 20.000 USD cho tới chiếc VF9 rộng rãi, sang trọng, phù hợp cho cả gia đình, bà Thủy chia sẻ. Dưới đây là nội dung cuộc trao đổi. Akiko Fujita, năm 2023, VinFast đã gây tiếng vang lớn với sự kiện niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ. Tuy nhiên, hãy nói về thị trường xe điện tại Mỹ hiện nay. Ngành xe điện đang bước vào thời điểm khó khăn khi doanh số bắt đầu chậm lại. Người tiêu dùng ngày càng lo ngại về cơ sở hạ tầng, phạm vi di chuyển và chi phí. Nhìn vào tình hình thị trường hiện tại, kỳ vọng thực tế mà VinFast đặt ra ở Mỹ trong năm 2024 là gì? Bà Lê Thị Thu Thủy, tôi nghĩ tỷ lệ chấp nhận xe điện đã giảm, nhưng sự chấp nhận vẫn còn đó. Rõ ràng nó không thể tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian dài, nhưng chúng tôi vẫn thấy sự gia tăng về doanh số xe điện bán ra. Tuy nhiên, sau khi đã nắm được những khách hàng dễ tiếp cận nhất, những người đã sở hữu nhiều xe và có thể mua thêm xe điện. Giờ đây, các nhà sản xuất phải tính tới bài toán bán xe cho người tiêu dùng phổ thông. Điều đó có nghĩa là xe điện phải đảm bảo hai tiêu chí, vừa có giá cả phải chăng, vừa đáp ứng được nhu cầu hàng ngày của họ. Đó là lý do tại sao, ngay từ đầu chúng tôi đã nói rằng sứ mệnh của mình là làm cho xe điện dễ tiếp cận với mọi người. Bạn có thể thấy các mẫu xe trong giải sản phẩm của chúng tôi. Bất cứ thứ gì từ chiếc xe điện giá cả phải chăng dưới 20.000 USD đến một chiếc VF9 sang trọng phù hợp cho cả gia đình. Chúng tôi nhận thấy rằng khi khách hàng ngày càng khó tính hơn trong việc ra quyết định mua xe điện, sự hiện diện ở tất cả các phân khúc trên thị trường sẽ giúp khách hàng có lựa chọn dễ dàng hơn. Chiếc VF3 vừa được giới thiệu trong triển lãm sẽ nằm ở phân khúc giá rẻ trong giải xe của VinFast. Nó sẽ có giá khoảng 20.000 USD. Đúng vậy, dưới 20.000 USD. VinFast có định dùng chiếc xe này để cạnh tranh trên thị trường Mỹ không? Thay vì những chiếc xe 40.000 đến 50.000 USD, có phải VinFast đang nhìn thấy cơ hội thực sự ở phân khúc bình dân này? Đây là một bước ngoặt thú vị. Khi chúng tôi bắt đầu nghiên cứu thị trường, mọi thứ đều chỉ ra rằng người Mỹ thích những mẫu xe cơ bắp, rộng rãi. Vì vậy, VF8 và VF9, đặc biệt là VF9, là những chiếc xe đầu tiên chúng tôi mang tới Mỹ. Thậm chí, nhiều người Việt Nam cũng đặt hàng VF9. Vào tháng 9 năm ngoái, tôi đã sang Mỹ để gặp các đối tác sau quyết định chuyển sang mô hình phân phối qua đại lý. Và tôi đã mang theo chiếc xe này, VF3. Trước đó, nó đã được đón nhận rất nồng nhiệt ở Việt Nam như một sự thử nghiệm với phản ứng của người dùng. Và rồi, tôi hỏi các đại lý tại Mỹ, các anh có thích chiếc xe này không? Các anh nghĩ có thể phong cách hóa và bán được nó không? Và họ đều trả lời rằng, chắc chắn, nó sẽ là chiếc xe bán chạy nhất của chúng tôi. Tất cả các đại lý đều thích VF3, vì vậy khi trở về, chúng tôi đã quyết định sẽ phát triển VF3 cho thị trường Mỹ. Ngày ra mắt VF3 cho thị trường Mỹ là khi nào? Năm sau, đầu năm sau. Nhiều khoản lợi nhuận khác và cho VinFast đặt chạm sạc, một công ty xăng dầu thoát lỗ. Lợi nhuận của doanh nghiệp xăng dầu này giảm 96% so với cùng kỳ năm trước. Công ty cổ phần xăng dầu Dầu khí Phú Yên, mã chứng khoán PPE, vừa công bố báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 với doanh thu 1.207 tỷ đồng và tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước.
Trừ giá vốn, lợi nhuận gộp của công ty đạt 32,5 tỷ đồng, tăng 6,5% so với quý 4 năm 2023. Trong quý vừa qua, công ty này gần như không có doanh thu tài chính khi chỉ ghi nhận khoản mục này ở mức hơn 600 triệu đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng vọt khiến công ty lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 9,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ có khoản lợi nhuận khác 10,4 tỷ đồng, Dầu khí Phú Yên đã thoát lỗ với số lãi sau thuế đạt 966 triệu đồng. Tuy nhiên, con số này cũng giảm 95% so với cùng kỳ năm trước. EPS giảm từ 2.374 đồng về còn 103 đồng. Theo thuyết minh báo cáo tài chính của Dầu khí Phú Yên, khoản lợi nhuận khác này chủ yếu đến từ việc tiết giảm hao hụt với con số hơn 9 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty này còn thu được hơn 1 tỷ đồng từ việc cho VinFast, hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đặt trạm sạc. Cả năm 2023, doanh nghiệp này thi được hơn 3 tỷ đồng từ hoạt động kể trên. Lũy kế năm 2023, Dầu khí Phú Yên đạt 4.415 tỷ đồng doanh thu thuần. Thu không đủ bù chi khiến lỗ thuần hoạt động kinh doanh 7,3 tỷ đồng. Dù vậy, nhờ bỏ túi 20,1 tỷ đồng lợi nhuận khác, nên sau cùng, công ty vẫn báo lãi sau thuế 10,6 tỷ đồng, giảm 57% so với năm 2022. Tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023, tổng tài sản của doanh nghiệp này 397 tỷ đồng, tăng 93 tỷ đồng so với số đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản với mức 110 tỷ đồng, lượng tiền mặt và tiền gửi còn gần 13 tỷ đồng. Công ty này tại thời điểm cuối năm 2023 có nợ vay tài chính ở mức gần 40 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu đạt mức 155 tỷ đồng. Dầu khí Phú Yên tiền thân của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vật tư tổng hợp Phú Yên chính thức đi hoạt động theo điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2009, lĩnh vực kinh doanh, bán buôn, bán lẻ xăng dầu tại Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa, Gia Lai và Đắk Lắk. Tổng công ty dầu Việt Nam BV Oil hiện nắm giữ hơn 67,1% vốn. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Chủ xe VF8 tiết lộ bí quyết để VinFast VFY chinh phục nước Mỹ thành công. Anh Hoàng, chủ kênh YouTube Anh Áo Rách, đăng tải một video bàn luận về VinFast VFY mới ra mắt tại triển lãm CES 2024. Đến nay, video đã thu hút 14.000 lượt xem và nhiều phản hồi tích cực. Trong video mới nhất trên kênh Anh Áo Rách, anh Hoàng bày tỏ, các trang mạng về xe điện của Mỹ không khen cũng không chê VinFast VFY, số đông chỉ thắc mắc mẫu VFY này có bán tại Mỹ hay không, và nếu có thì cạnh tranh với Tesla Cybertruck, Ford F-150, Lightning và Rivian R1T như thế nào. 5 yếu tố VinFast VFY cần có để cạnh tranh. Ở nửa sau video, anh đưa ra 5 yếu tố mà người Mỹ xem xét trước khi mua bán tải điện, đó là tầm vận hành, khả năng chở hàng, bảo dưỡng sửa chữa, chạm sạc và giá bán. Đa số người mua xe bán tải điện ở Mỹ ở độ tuổi U60, như nhiều người dùng xe điện khác, đều đầu tiên họ quan tâm là tầm vận hành. Những mẫu bán tải điện có tầm vận hành tối đa dưới 300 dặm, 480 km có khả năng cạnh tranh thấp hơn so với đối thủ, anh nói. Thứ hai là khả năng chở hàng. Người Mỹ thường mua xe bán tải để chở đồ, đặc biệt cuối tuần họ thường kéo những chiếc thuyền nhỏ hay chở xe hai bánh ra biển hoặc lên núi chơi. Thứ ba là bảo dưỡng và sửa chữa. Hiện tại, VinFast mới có 5 đại lý trên 4 bang của nước Mỹ gồm New York, Texas, North Carolina và Kansas. Con số này quá khiêm tốn khi đặt bên cạnh Ford hay Tesla. Thứ tư là chạm sạc, một yếu tố đặc biệt quan trọng. Từ năm 2025, Ford F-150 Lightning và Rivian R1T đều được sử dụng chung chạm sạc nhanh của Tesla trên toàn lãnh thổ nước Mỹ. Do đó, anh Hoàng cho rằng nếu không đàm phán thành công với Tesla, VinFast VFY sẽ khó cạnh tranh hơn. Còn về giá bán, Ford F-150 Lightning đang là mẫu xe bán tải điện có giá hợp lý nhất ở Mỹ. Xe có 5 phiên bản với tầm giá 57.000 đến 100.000 USD. Dựa vào đó, tôi có thể mừng tượng ra giá bán, công nghệ và tầm vận hành của VFY bản thương mại sau này, anh Hoàng cho hay. VinFast VFY có gì? VinFast VFY với thiết kế thùng hàng có khả năng mở rộng và cabin hiện đại, cung cấp một cái nhìn mới mẻ trong phân khúc bán tải. Tuy nhiên, mẫu xe ra mắt tại CES 2024 mới ở dạng xe concept, nhiều chi tiết về phiên bản thương mại và các thông số vận hành vẫn chưa được VinFast công bố. VinFast chỉ hé lộ chiều dài xe đạt 5.324 mm và chiều rộng 1.997 mm, tức
tức thuộc nhóm bán tải cỡ trung như Ford Ranger hay Toyota Hilux. Điểm nổi bật của VFY Concept là thùng chở hàng phía sau có thể tăng chiều dài từ 1.524mm lên 2.438mm. Đó là nhờ phần cửa có thể đóng mở nằm giữa khoang hành khách và thùng chở hàng. Thiết kế thú vị và thực dụng này từng xuất hiện trên Rivian M1T. Khoang cabin hiện đại với vô lăng hai chấu, táp lô và khu vực cần số tách rời. Hàng ghế sau có tới hai màn hình giải trí riêng dù VinFast VFY là xe bán tải. Anh Hoàng và kênh YouTube cá nhân nổi tiếng với các video trải nghiệm và mẹo vặt với VinFast VF8. Anh là người đầu tiên lái VF8 vượt qua 10.000 dặm, 16.000 km ở Mỹ, cũng như lái mẫu xe điện này tới Canada và Mexico. Công ty Sơn Nam thuê xe VinFast để triển khai dịch vụ taxi điện. Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải quốc tế Sơn Nam cùng công ty cổ phần di chuyển xanh và thông minh GSM tổ chức lễ bàn giao xe, khai trương dịch vụ taxi điện đầu tiên tại Nghệ An. Theo hợp đồng ký kết giữa hai bên, công ty Sơn Nam thuê 255 xe VinFast VF5 và 50 xe VinFast VFE34 từ công ty GSM để vận hành dịch vụ taxi điện MyLove tại Nghệ An. Công ty Sơn Nam, tiền thân là công ty trách nhiệm hữu hạn MyLink Nghệ An, từng được biết đến với thương hiệu Open Taxi, là đối tác độc quyền của GSM tại Nghệ An để triển khai dịch vụ taxi điện. Sự hợp tác giữa hai bên thúc đẩy xu hướng giao thông xanh, góp phần đưa Nghệ An thành một trong những tỉnh thành xanh của cả nước. Được sơn đồng bộ màu xanh cốm nổi bật, taxi điện MyLove mang đến cho người dân Nghệ An lựa chọn di chuyển văn minh, hiện đại, thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, với ưu điểm không mùi, không ồn, không phát thải, trang bị nhiều tính năng hỗ trợ lái và giải trí thông minh, ô tô điện VinFast mang đến cho khách hàng chuyến đi an toàn, êm ái, lại giúp đơn vị vận hành tiết kiệm chi phí so với xe xăng. Phát biểu tại lễ bàn giao xe và khai trương dịch vụ taxi điện MyLove, ông Hồ Trương, Tổng Giám đốc công ty Sơn Nam, cho biết hợp tác giữa công ty GSM là bước ngoặt lớn trong lộ trình phát triển của Sơn Nam ở hiện tại và tương lai. Xe điện mang đến trải nghiệm mới cho khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ taxi, đặc biệt là phong cách và văn hóa phục vụ. Sự hợp tác này cũng tiếp nối truyền thống văn hóa của Sơn Nam là nâng cao chất lượng dịch vụ, làm tiền đề cho sự thay đổi trong tương lai. Từ năm 2024, phương tiện đầu tư mới của Sơn Nam là ô tô điện. Chúng tôi phấn đấu trở thành đơn vị đầu tiên của tỉnh Nghệ An trong lĩnh vực kinh doanh vận tải, sử dụng 100% phương tiện năng lượng xanh, ông nhấn mạnh. Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng Giám đốc GSM Toàn Cầu cho biết, GSM sẵn sàng đồng hành cùng công ty Sơn Nam, cùng các đơn vị kinh doanh vận tải nói chung, góp sức đẩy mạnh quá trình xanh hóa và thay đổi diện mạo giao thông công cộng trên toàn cầu. GSM sẽ chia sẻ nền tảng và tài nguyên, hỗ trợ công ty Sơn Nam phát triển toàn diện về hệ thống, quy trình vận hành, đào tạo nhân sự để đảm bảo chất lượng dịch vụ 5 sao. Đây là cách thức GSM triển khai thành công tại 35 tỉnh thành trên cả nước, gồm 29 tỉnh thành GSM tự vận hành và 6 tỉnh thành các đối tác vận hành. Khách hàng tại Nghệ An có thể đặt xe và trải nghiệm dịch vụ taxi điện MyLove qua tổng đài 0238 357 5757 hoặc trực tiếp vẫy xe màu xanh cốm trên đường tương tự taxi truyền thống. Dự kiến năm nay, GSM có tích hợp dịch vụ gọi điện taxi điện MyLove trên nền tảng đa dịch vụ thuần điện xanh SM. Theo đó, khách hàng dễ dàng đặt xe qua ứng dụng để biết trước số tiền phải trả và thanh toán bằng nhiều hình thức. Hợp tác giữa GSM và Sơn Nam trong việc triển khai dịch vụ taxi điện MyLove tại Nghệ An lần nữa khẳng định xu hướng nhất quán của doanh nghiệp vận tải trong việc chuyển đổi sang phương tiện xanh, hướng đến giảm phát thải ròng và thay đổi diện mạo giao thông đô thị trên cả nước. Tính đến nay, bên cạnh thương hiệu taxi xanh SM do GSM tự vận hành, đã có 27 doanh nghiệp, đơn vị hợp tác chuyển đổi xe điện cùng VinFast và GSM đưa tổng số xe taxi điện của các thương hiệu trên cả nước lên hơn 20.000 xe. Về công ty cổ phần di chuyển xanh và thông minh GSM, GSM là đơn vị chủ quản của xanh SM, nền tảng đa dịch vụ thuần điện đầu tiên tại Việt Nam, cung cấp đa dạng dịch vụ di chuyển, giao hàng, cho thuê xe sử dụng 100% ô tô điện, xe máy điện của VinFast. Với thế hệ phương tiện không mùi xăng dầu, không tiếng ồn động cơ, thân thiện với người dùng và bảo vệ môi trường, GSM hướng đến sứ mệnh vì tương lai xanh cho mọi người. Dự kiến trong năm nay, thương hiệu xanh SM của GSM sẽ triển khai và mở rộng dịch vụ đặt xe điện tại 19 tỉnh, thành phố mới trên cả nước, ít nhất 3 quốc gia Đông Nam Á. Về công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải quốc tế Sơn Nam,
công ty Sơn Nam được thành lập vào ngày 15 tháng 1, 2003, là doanh nghiệp kinh doanh vận tải có kinh nghiệm 20 năm trong lĩnh vực taxi với hơn 600 phương tiện đang kinh doanh. Ngoài 50 xe điện vừa ra mắt, công ty hướng đến mục tiêu trở thành đơn vị dẫn đầu về kinh doanh taxi điện tại Nghệ An, cung cấp cho khách hàng dịch vụ taxi chuyên nghiệp, phục vụ khách hàng tận tâm và góp phần bảo vệ môi trường thông qua sử dụng phương tiện xanh. Từ Jet News, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Giang rộng tay đón VinFast, giấc mơ xe điện của Indonesia lớn đến đâu? Indonesia muốn trở thành trung tâm sản xuất xe điện không chỉ của Đông Nam Á mà là toàn cầu. Ngay từ khi còn nhỏ, Nuli đã mong muốn giảm khí thải carbon bằng cách bắt phương tiện công cộng đến trường thay vì đi nhờ xe của bố mẹ. Nhiều năm sau, ý thức bảo vệ môi trường đó phần nào thúc đẩy quyết định mua xe điện của cô. Nuli, sống ở Jakarta, nơi tình trạng tắc đường khiến thành phố nghẹt thở, cho biết: "Tôi không muốn trở thành người góp phần tạo ra khí thải giao thông." Nuli cũng tính toán việc sở hữu một chiếc xe điện theo thời gian sẽ rẻ hơn một chiếc xe sử dụng động cơ đốt trong. Tuy nhiên, Nuli chỉ nằm trong nhóm 1% số người lái xe điện ở Indonesia. Mặc dù vậy, chính phủ thị trường ô tô lớn nhất Đông Nam Á vẫn quyết tâm tăng cường sử dụng xe điện trong nước bằng hàng loạt biện pháp. Thúc đẩy xe điện. Chính phủ Indonesia đã sử dụng các ưu đãi về thuế để cố gắng thúc đẩy doanh số bán ô tô điện, gồm loại bỏ thuế bán hàng xa xỉ và giảm thuế giá trị gia tăng từ 11% xuống còn 1%. Chính phủ cũng đưa ra khoản trợ cấp 7 triệu rupee, 700 USD cho mỗi xe điện bán ra, trong khi công ty điện lực nhà nước Perusahaan Ali Negara cung cấp chiết khấu cho chủ xe điện sạc xe tại nhà qua đêm. Nếu sạc xe trong khoảng thời gian từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng, chúng tôi sẽ được giảm giá 30%, Nuli nói. Người lái xe điện ở thủ đô Jakarta cũng được cấp biển số đặc biệt, đồng nghĩa họ được miễn các hạn chế sử dụng các bộ áp dụng cho xe sử dụng động cơ đốt trong. Thành phố có chính sách chẵn lẻ, nghĩa là ô tô có biển số lẻ chỉ được phép đi trên một số con đường nhất định vào những ngày lẻ, tương tự là xe mang biển số chẵn. Tôi thấy đây là một lợi thế đáng kể khi di chuyển hàng ngày, Nuli nói thêm. Những ưu đãi để thúc đẩy việc sử dụng xe điện chỉ là một phần trong kế hoạch lớn của chính phủ nhằm đưa quốc gia này trở thành trung tâm sản xuất pin và xe điện toàn cầu. Tham vọng sản xuất xe điện của Indonesia. Chính phủ Indonesia đang tận dụng nguồn lực dự trữ niken khổng lồ và chuyển chúng vào chuỗi sản xuất xe điện, gồm các trung tâm pin, với nhà máy đầu tiên bắt đầu sản xuất trong năm nay. Niken là thành phần chính trong pin lithium-ion được sử dụng trên các mẫu xe điện. Tháng 11-2023, Indonesia và Australia ký thỏa thuận nhằm thúc đẩy hợp tác cùng có lợi trong lĩnh vực sản xuất pin và chế biến khoáng sản quan trọng. Quốc gia Đông Nam Á này muốn giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Indonesia có kế hoạch đầy tham vọng là sản xuất khoảng 600.000 xe điện vào năm 2030, gấp hơn 100 lần lượng bán ra ở Indonesia trong năm đầu năm 2023. Để khuyến khích các nhà sản xuất ô tô, chính phủ đưa ra nhiều ưu đãi, bao gồm miễn giảm thuế cho các nhà đầu tư nước ngoài. Wuling của Trung Quốc và Hyundai của Hàn Quốc hiện chiếm thị phần lớn nhất về doanh số bán xe điện. Cả hai đều đã sản xuất xe điện tại Indonesia, trong khi các nhà sản xuất khác cũng đang đổ hàng tỷ USD cho các nhà máy xe điện ở nước này. VinFast của Việt Nam cũng công bố có thể rót đến 1,2 tỷ USD vào thị trường Indonesia. Trước mắt là một nhà máy trị giá khoảng 200 triệu USD. Trong chuyến thăm Việt Nam mới đây, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã trực tiếp tham quan xưởng sản xuất ô tô của VinFast tại Hải Phòng và cho biết sẽ tạo điều kiện để VinFast sớm hoàn tất thủ tục đầu tư sản xuất và kinh doanh tại thị trường này. Bất chấp nỗ lực của các chính phủ, tỷ lệ sử dụng xe điện tại Đông Nam Á hiện vẫn ở mức thấp. Theo giáo sư Hussein Dia, người đứng đầu bộ phận di chuyển đô thị tương lai tại Đại học Công nghệ Swinburne, Australia nói. Ông cho biết, xe điện vẫn là mặt hàng xa xỉ đối với những người có thu nhập thấp, chưa kể mạng lưới chạm sạc chưa hoàn thiện. Trở lại Jakarta, Nuli thừa nhận vẫn còn những thách thức với người lái xe điện, nhưng hy vọng các vấn đề như cơ sở hạ tầng sạc sẽ được cải thiện. Trong tương lai, tôi hy vọng mọi việc sẽ dễ dàng hơn với chúng tôi, những người mua xe điện tiên phong, cô nói. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. GSM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng vốn lên gần 6.200 tỷ đồng trước thềm hợp tác với VinFast và Gojek. Kể từ khi thành lập vào ngày 1 tháng 3 năm 2023, đây là lần thứ 3 GSM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng vốn điều lệ. Ngày 28 tháng 12 năm 2023, Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM
của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã thay đổi đăng ký kinh doanh, tăng vốn điều lệ từ 5.947,3 tỷ đồng lên 6.199 tỷ đồng. Kể từ khi thành lập vào ngày 1 tháng 3 năm 2023, đây là lần thứ 5 GSM điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh và là lần thứ 3 doanh nghiệp này tăng vốn điều lệ. Trước đó, lần thứ nhất vào hồi tháng 5 năm ngoái, GSM tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 5.650 tỷ đồng. Lần thứ 3 vào 14 tháng 9 năm 2023, GSM tiếp tục tăng vốn điều lệ từ 5.650 tỷ đồng lên 5.947 tỷ đồng. Theo đó, ngoài vốn góp bằng cổ phần trị giá 2.850 tỷ đồng giữ nguyên so với khi mới thành lập, thì vốn góp bằng tiền Việt Nam đồng đã tăng từ 150 tỷ lên 3.349 tỷ đồng. Tương ứng, các cổ đông đã đăng ký rót thêm 3.199 tỷ đồng vào GSM. Công ty cổ phần di chuyển xanh và thông minh Green Smart Mobility GSM là đơn vị cho thuê phương tiện giao thông xanh và taxi đa nền tảng đầu tiên trên thế giới. GSM hoạt động trên hai mảng chính, taxi điện và cho thuê ô tô, xe máy điện với quy mô đầu tư 10.000 ô tô và 100.000 xe máy. Ở lĩnh vực taxi đa nền tảng, ngày 14 tháng 1 năm 2023, ghi dấu bước chân lần đầu tiên của lịch sử GSM trên toàn hành trình phủ xanh đường phố thủ đô Hà Nội với những chiếc taxi điện VinFast màu xanh đặc trưng của thương hiệu xanh SM. Chỉ sau 38 ngày sau khi thành lập, trong ngày đầu tiên ra mắt, ứng dụng taxi xanh SM đã đạt 100.000 lượt tải, chiếm lĩnh top 1 travel và top 2 toàn mạng trên App Store. Sau màn chào sân ấn tượng, tốc độ phủ sóng của tân binh xanh SM rất nhanh chóng khi trung bình mỗi tháng lại có thêm 2 đến 4 địa phương ghi tên vào hành trình xanh. Kể tiếp thành công của dịch vụ taxi, GSM chính thức nhập cuộc trong mảng dịch vụ gọi xe máy điện. Ngày 14 tháng 8, dịch vụ xanh SM Buy ra mắt tại Hà Nội, sau đó là thành phố Hồ Chí Minh. Ở mảng cho thuê xe điện, GSM đã cung cấp dịch vụ cho một số hãng xe nội địa tiên phong trong tiến trình xanh hóa đội xe hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050 của Việt Nam. Cụ thể, Lado Taxi thuê 300 chiếc ô tô điện VinFast từ GSM để bổ sung vào đội xe điện hiện hành. Công ty Én Vàng thuê 125 xe để ra mắt dịch vụ taxi điện đầu tiên tại Hải Phòng. Còn tại Đắk Lắk, Hợp tác xã Vận tải Thanh Hà thuê 250 xe cũng để phát triển dịch vụ taxi. Ngày 9 tháng 11, GSM chính thức khai trương dịch vụ taxi thuần điện đầu tiên tại Lào với thương hiệu xanh SM. Sau Lào, GSM cũng có thể mở hoạch một số thị trường khác tại Đông Nam Á. Mới đây nhất, VinFast và GSM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bắt tay với Gojek, một dự kiến rót 900 triệu USD đầu tư vào Indonesia. Sáng ngày 13 tháng 1, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước Việt Nam của Tổng thống Indonesia Joko Widodo, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Joko Widodo đồng chủ trì đối ngoại doanh nghiệp cấp cao Việt Nam-Indonesia. Trong buổi làm việc, VinFast và GSM đã báo cáo lãnh đạo hai nước về việc ký biên bản ghi nhớ về hợp tác với công ty công nghệ hàng đầu Indonesia, BT GoTo Gojek Tokopedia TBK, đơn vị sở hữu nền tảng ứng dụng dịch vụ vận tải Gojek. Hợp tác giữa ba công ty hướng đến mục tiêu thúc đẩy giao thông xanh tại Indonesia thông qua việc hỗ trợ các tài xế của Gojek chuyến đi đổi sang sử dụng xe điện, đồng thời mang đến cho người tiêu dùng Indonesia là cái cơ hội trải nghiệm dịch vụ di chuyển 5 sao xanh SM với các dòng xe điện thân thiện với môi trường của VinFast. Ngoài kế hoạch đầu tư của VinFast, GSM cũng công bố kế hoạch đầu tư tới 900 triệu USD vào Indonesia trong thời gian tới. Thông qua việc ký kết biên bản ghi nhớ tên về hợp tác với Gojek, nền tảng thương mại điện tử và ứng dụng xe dịch vụ vận tải hàng đầu tại Indonesia, VinFast và GSM thể hiện mong muốn đóng góp một cách mạnh mẽ vào mục tiêu giảm khí thải giao thông mà chính phủ Indonesia đang hướng đến. Từ Cà Phê Bít, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Loạt xe điện đua khuyến mãi tại Việt Nam trước Tết, Wheeling giảm 40 triệu, VinFast giảm hơn 160 triệu kèm điều kiện. Nhiều mẫu xe điện đang dần trở nên hấp dẫn hơn khi ngoài miễn trước bạ theo chính sách từ nhà nước, còn được hãng và đại lý khuyến mãi với giá trị cao. Bắt đầu từ đầu năm 2024, ô tô điện có thêm lợi thế trước xe xăng, diesel bởi xe động cơ đốt trong, lắp ráp trong nước hết được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ.
trong khi xe điện vẫn được miễn hoàn toàn khoản phí này. Bên cạnh đó, nhiều mẫu xe điện còn được hãng và đại lý giảm giá mạnh dịp đầu năm, nên dòng xe này càng trở nên dễ tiếp cận hơn với khách Việt. Wheeling giảm giá 40 triệu đồng. Wheeling Hồng Quân Mini EV liên tục được đại lý giảm giá qua các tháng. Bước sang tháng 1/2024, mẫu xe này có mức giảm kỷ lục tới 40 triệu đồng, áp dụng cho cả 4 phiên bản. Giá khởi điểm của xe giảm từ 239 triệu còn 199 triệu đồng. Bản cao cấp nhất giảm từ 279 triệu còn 239 triệu đồng. Mini EV là mẫu xe con hiện có giá thấp nhất và có kích thước nhỏ nhất trên thị trường. Điểm đặc biệt là xe chạy điện hoàn toàn. Cấu hình pin cao cấp nhất là loại LFP 13,4 kW cho quãng đường chạy xe theo lý thuyết là khoảng 170 km. Hãng cho biết loại pin này sạc khoảng 9 tiếng là đầy, xe cắm sạc ở nguồn điện dân dụng. VinFast khuyến mãi đến 162 triệu đồng. Ngay tháng đầu năm, VinFast cũng đưa ra khuyến mãi cho một loạt mẫu xe điện mà hãng đang bán trên thị trường. Ngoại trừ VF7 mới ra mắt, chương trình này áp dụng từ ngày 10 tháng 1 đến hết tháng 1/2024. Chỉ có 2.000 xe và chỉ dành cho người Hà Tĩnh. Trước đây, VinFast cũng từng có ưu đãi giá xe cho người Hà Tĩnh khi còn phân phối mẫu Fadil. So với hầu hết các xe điện khác trên thị trường, xe điện VinFast có lợi thế ở hệ thống trạm sạc bố trí khắp các tỉnh thành. Do đó, xe có thể sạc nhanh. Bên cạnh đó, xe cũng có thể cắm điện tại nhà. Các mẫu xe điện mới ra mắt gần đây của VinFast đều có tầm vận hành trên dưới 400 km, ví dụ như VF6 đi được 399 km hay VF7 đi được khoảng 431 km. Cuối năm 2023, VinFast bổ sung tùy chọn pin CATL cho các mẫu VF8 và VF9. Hãng cho biết pin mới có mật độ năng lượng từng bách cao hơn đạt chuẩn IP68, khả năng sạc xả tốt ngay ở nhiệt độ thấp. Thời gian sạc CATL sẽ lâu hơn SDI nhưng quãng đường đi được cũng xa hơn. Mercedes-Benz BMW tặng phụ kiện sạc trị giá hàng chục triệu đồng. Sau Audi, hai hãng xe sang nước khác là Mercedes-Benz và BMW bắt đầu gia nhập thị trường xe điện. Đầu năm 2024, cả hai thương hiệu này đều đưa ra khuyến mãi tương tự nhau là tặng kèm bộ sạc tại nhà cho khách mua xe. Với Mercedes-Benz, thương hiệu ngôi sao ba cánh này có quà tặng là trụ sạc Waxbox trị giá 46,95 triệu đồng, áp dụng với tất cả các dòng xe Mercedes EQ từ tháng 11/2023 đến hết tháng 6/2024. Hiện tại, các mẫu xe điện được hãng phân phối tại Việt Nam có EQS, EQS SUV, EQE SUV và EQB. Trong 4 mẫu xe thì có tới 3 xe là SUV. BMW cũng tặng bộ sạc Waxbox kèm dây sạc cho khách mua xe i4 và AX3 đợt này. Pin của xe điện được bảo hành lên tới 8 năm hoặc 160.000 km tùy điều kiện tới trước. BMW còn một mẫu i7 chạy điện nhưng hiện không được công bố chương trình khuyến mãi. Từ Cà Phê, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Người dùng thế
người dùng đánh giá cao. Nhà máy VinFast, điểm đến của các nguyên thủ thế giới. Chuyến thăm của các nguyên thủ quốc gia đến nhà máy VinFast phần nào cho thấy hãng ô tô dần trở thành một biểu tượng mới cho ngành công nghiệp Việt Nam. Biểu tượng mới của ngành công nghiệp ô tô. Ngày 13 tháng 1, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã đến thăm tổ hợp sản xuất ô tô, xe máy điện của VinFast tại Hải Phòng. Người đứng đầu chính phủ Indonesia đánh giá, VinFast là một trong những công ty ô tô đang có tốc độ phát triển rất nhanh. Ông cho biết sẽ tạo điều kiện để hãng này sớm hoàn tất các thủ tục đầu tư sản xuất và kinh doanh tại thị trường đông dân thứ tư thế giới. Xe điện là một ngành công nghiệp đang phát triển rất nhanh. Tôi hy vọng VinFast sẽ đầu tư vào Indonesia càng sớm càng tốt, Tổng thống Joko Widodo nói, và kỳ vọng sự hiện diện của VinFast sẽ thúc đẩy hệ sinh thái xe điện tại nước này phát triển hơn. Tổng thống Indonesia tìm hiểu ô tô điện VinFast trong chuyến thăm tổ hợp nhà máy sản xuất ô tô, xe máy điện VinFast tại Hải Phòng hôm 13 tháng 1. Trước đó, tại bản doanh của thương hiệu ô tô điện toàn cầu VinFast cũng được Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel cùng nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao của các quốc gia, tổ chức quốc tế đưa vào danh sách khi tới Việt Nam. VinFast cũng là doanh nghiệp Việt Nam hiếm hoi được Tổng thống Mỹ Joe Biden đề cập trực tiếp và ca ngợi trên trang cá nhân. Các chuyên gia cho rằng hiếm có doanh nghiệp nào của Việt Nam nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ như thế từ nguyên thủ các nước. Trước đây, trong lịch trình của các nhà lãnh đạo quốc tế, thường chỉ có các công trình văn hóa hay di tích lịch sử mang tính đại diện như Văn Miếu, Chùa Một Cột, Hồ Gươm. Việc lãnh đạo các quốc gia khi đến Việt Nam đều muốn tận mắt chứng kiến sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô nội địa. Với thương hiệu đầu tiên, VinFast là minh chứng cho thấy dấu ấn cũng như vị thế quốc tế của hãng xe Việt với vai trò là nhà sản xuất tiên phong đang góp phần thúc đẩy mạnh mẽ của cách mạng xe điện toàn cầu. Chuyên gia Phạm Chi Lan, nguyên thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ nhận định. Theo chuyên gia Phạm Chi Lan, khi lãnh đạo một nước đi thăm nước khác, nhất là những nước mà họ coi là đối tác kinh tế quan trọng, thì mối quan tâm hàng đầu của họ chính là trình độ phát triển và tiềm lực kinh tế của quốc gia đó, thể hiện thông qua các doanh nghiệp chủ lực, các trung tâm công nghệ cao, làm cơ sở cho các quyết định đầu tư hay mở rộng hợp tác lâu dài. Khi đón khách quốc tế, mỗi nước cũng luôn muốn giới thiệu những thành tựu đột phá, những niềm tự hào của quốc gia, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế và khoa học công nghệ. Những biểu tượng mới đó khẳng định sự phát triển và tầm vóc của quốc gia, nhằm chứng minh với thế giới về sức mạnh công nghệ, năng lực sản xuất, tạo ra những sản phẩm mới có thể cạnh tranh được, giúp nền kinh tế tham gia sâu vào thương mại toàn cầu. Những hình tượng mới như VinFast mang lại giá trị cho đất nước và cũng tạo thêm niềm tin cho bạn bè quốc tế với Việt Nam. Có thể nói, VinFast đã trở thành biểu tượng mới của một Việt Nam phát triển năng động, mạnh mẽ, vươn ra toàn cầu, chuyên gia Phạm Chi Lan nhận định. Cần chung tay vì niềm tự hào quốc gia VinFast. Theo kế hoạch đã được công bố, VinFast dự kiến sẽ đầu tư tối thiểu 1,2 tỷ USD vào Indonesia trong dài hạn. GSM, hãng vận chuyển do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập, cũng công bố kế hoạch đầu tư tới 900 triệu USD vào Indonesia trong thời gian tới. Trước đó, VinFast vừa công bố kế hoạch đầu tư vào Ấn Độ, thị trường ô tô lớn thứ 3 thế giới, về dự án xây dựng cơ sở sản xuất xe điện và pin trị giá 500 triệu USD cho giai đoạn 1. Cùng lúc, nhà máy sản xuất xe điện của hãng Mỹ, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 2 tỷ USD, cũng đang được triển khai. VinFast từng là điểm đến ghé thăm của nhiều nguyên thủ các nước. Chuyên gia Phạm Chi Lan đánh giá những bước tiến ấn tượng ra thế giới như của VinFast là một quá trình phát triển thay đổi về chất mà quốc gia nào cũng mong đợi. Các nước Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia hay Thái Lan trước đây cũng từng là những nước đi tiếp nhận viện trợ ODA và FDI rất nhiều. Sau khi tốt nghiệp ODA, họ đầu tư mạnh ra nước ngoài, vị thế và tầm ảnh hưởng của các quốc gia này cũng nhờ đó mà tăng lên. Bước tiến mạnh mẽ của VinFast ra quốc tế đóng góp vào việc cải thiện hình ảnh và vị thế quốc gia Việt Nam, làm cho nền kinh tế Việt Nam trở nên năng động hơn, có sức lôi cuốn hơn, đồng thời đánh dấu bước chuyển của Việt Nam là nơi tiếp nhận đầu tư, mang đầu tư ra quốc tế, góp phần thúc đẩy sự phát triển của kinh tế thế giới, vị chuyên gia kỳ cựu phân tích. Từ Tokyo, giáo sư Trần Văn Thọ, giáo sư danh dự Đại học Waseda, Nhật Bản, nguyên thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, cho biết sau đổi mới, công nghiệp của Việt Nam đã tiến một bước lớn nhưng chủ yếu còn phụ thuộc vào đầu tư nước ngoài, chưa có một thương hiệu Việt đáng để người Việt tự hào. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của VinFast là bước tiến ấn tượng. VinFast kết hợp nội lực và ngoại lực một cách sáng tạo,
đi ngày vào lĩnh vực công nghệ rất cao với sản phẩm chủ lực là ô tô điện, lĩnh vực mà thế giới đang hướng tới. Ô tô điện là ngành công nghiệp hiện đại, là sản phẩm tiêu thụ cao cấp của thế giới văn minh, nên sự phát triển của ngành này sẽ trở thành biểu tượng của quốc gia. Người Nhật tự hào có Toyota, Đức tự hào có BMW và Mercedes-Benz, Hàn Quốc có Hyundai. Mong là VinFast sẽ thành công và ngày càng được nhiều người Việt Nam tự hào có VinFast, vị giáo sư kỳ vọng. Nói về việc xây dựng một thương hiệu Việt đạt tầm thế giới, đặc biệt trong ngành công nghiệp chế tạo, tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, cho rằng đây không phải nhiệm vụ của riêng doanh nghiệp nào mà là của cả quốc gia. Cũng không doanh nghiệp riêng lẻ nào, dù tiềm lực tài chính mạnh đến đâu, có thể tự mình làm được nếu thiếu đi sự ủng hộ của người tiêu dùng trong nước. Dẫn bài học từ sự thành công của Hàn Quốc trong việc xây dựng thương hiệu ô tô nội địa, tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa cho rằng người Hàn Quốc đủ khôn ngoan để biết điện thoại Samsung kém iPhone, xe Hyundai, Kia, BMW, Mercedes. Dù vậy, họ vẫn ủng hộ và tin dùng bởi đó là cách thiết thực họ chung tay bảo vệ tài sản quốc gia và vun đắp niềm tự hào dân tộc. Thương hiệu VinFast giờ đây đã trở thành một tài sản quốc gia mà cả chính phủ và người dân Việt Nam cần phải tìm mọi cách để gìn giữ. Thương hiệu đó còn vô cùng non trẻ, cần phải được bảo vệ cẩn trọng trong cuộc so găng với những tay chơi toàn cầu mới có thể tồn tại và phát triển được, vị chuyên gia nhấn mạnh. Từ VN Express, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Nữ tướng vừa được bổ nhiệm hỗ trợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng quán xuyến tài chính VinFast là ai? Bà Nguyễn Thị Lan Anh bắt đầu làm việc tại tập đoàn Vingroup từ tháng 11/2020 sau khi làm giám đốc tài chính cho VinSmart và VinES. Bà vừa được bổ nhiệm làm giám đốc tài chính cho VinFast từ tháng 1/2024. Vừa qua, công ty VinFast đã có sự thay đổi trong bộ máy lãnh đạo khi tỷ phú Phạm Nhật Vượng đảm nhận vị trí tổng giám đốc thay cho bà Lê Thị Thu Thủy, đồng thời tiếp quản vị trí giám đốc điều hành. Bà Lê Thị Thu Thủy chuyển từ vai trò tổng giám đốc sang làm chủ tịch hội đồng quản trị. Cùng với việc để ông Phạm Nhật Vượng trực tiếp ra mặt điều hành, VinFast còn có sự thay đổi khác trong ban lãnh đạo, đó là bà Nguyễn Thị Lan Anh làm giám đốc tài chính mới thay thế cho ông David Manfield. Bà Nguyễn Thị Lan Anh tốt nghiệp cử nhân Học viện Tài chính năm 2008 với chuyên ngành tài chính doanh nghiệp. 3 năm tiếp theo, bà tiếp tục học tại Học viện Tài chính và lấy bằng thạc sĩ kinh tế tài chính. Bà Lan Anh sở hữu chứng chỉ ACCA, CBA Australia là 2 chứng chỉ uy tín bậc nhất trong lĩnh vực tài chính kế toán. Về quá trình công tác, bà Lan Anh sau khi lấy bằng cử nhân năm 2008 đã có 6 năm làm việc tại công ty kiểm toán và tư vấn Nesia ACPA. Từ năm 2014 đến năm 2019, bà chuyển sang làm việc tại Heineken với vai trò kiểm soát kinh doanh và quản lý thuế cho Heineken Hà Nội. Sau khi chia tay Heineken, bà Lan Anh sang làm phó tổng giám đốc tại Nesia STT, phụ trách dịch vụ kế toán thuê ngoài, dịch vụ tư vấn doanh nghiệp. Từ tháng 11/2020, bà Lan Anh bắt đầu làm việc tại tập đoàn Vingroup, bắt đầu với vị trí giám đốc tài chính tại VinSmart. Tháng 10/2021, bà làm giám đốc tài chính VinES. Đến tháng 3/2023, bà lên làm phó tổng giám đốc tại đây và giữ chức vụ này cho đến hết năm. Ngoài ra, từ cuối năm 2022, khi VinES và Goshen động thổ dự án nhà máy sản xuất xe pin sạc LFP tại khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh, bà Lan Anh cũng đảm nhiệm vị trí chủ tịch của nhà máy này. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tại sao VinFast bỏ qua Trung Quốc, chọn Mỹ làm nơi đặt chân đầu tiên khi thực hiện chiến lược toàn cầu, chọn Ấn Độ, Indonesia làm nơi đặt nhà máy? Trung Quốc hiện là thị trường ô tô số 1 thế giới, nhưng VinFast lại chọn Mỹ, thị trường ô tô số 2 thế giới và có khoảng cách vị trí địa lý xa hơn để làm nơi giới thiệu các mẫu sản phẩm xe điện mới. Việc đầu tư vào thị trường Mỹ đi đúng với cam kết của công ty khi hãng xe Việt muốn tăng cường sự hiện diện trên toàn cầu, thay vì tập trung vào việc tiếp cận Trung Quốc, thị trường ô tô lớn nhất thế giới. Vingroup đã chuyển sang thị trường ô tô toàn cầu lớn thứ hai. Doanh nghiệp Việt Nam làm điều này trong bối cảnh Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực được triển khai sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các luồng hàng hóa và liên kết chuỗi cung ứng trên khắp châu Á-Thái Bình Dương. Có thể có một số lý do để hãng xe Việt quyết định bỏ qua Trung Quốc và chọn Mỹ để làm nơi đặt chân tiếp theo, bao gồm những phức tạp trong quá khứ đối với các công ty ô tô nước ngoài phụ thuộc vào các đối tác liên doanh Trung Quốc hay sự nhạy cảm của chính phủ Trung Quốc đối với lĩnh vực ô tô, một trong những lĩnh vực chủ chốt nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền Bắc Kinh, theo Channel News Asia. Mặc dù vậy, thị trường Trung Quốc dường như đã bão hòa
với sự cạnh tranh giữa các thương hiệu trong nước và thương hiệu quốc tế, qua đó khiến việc thâm nhập thị trường trở nên khó khăn hơn. Startup có nhiều cơ hội cạnh tranh tại Mỹ. Nhiều công ty nổi tiếng hơn VinFast trong ngành ô tô, từ Biogios đến Isuzu đã tham gia và sau đó rút lui khỏi thị trường ô tô Mỹ. Các startup vì vậy thường gặp nhiều khó khăn. Khi được hỏi về mối đe dọa đến từ các công ty ô tô mới như VinFast, một giám đốc điều hành của BMW dường như không có mấy bận tâm. Theo ông, những công ty như vậy chỉ đơn giản là không có tên tuổi hoặc lịch sử lâu đời bằng các ông lớn. Vậy điều gì giải thích cho sự đầu tư tập trung của hãng xe Việt và liệu có gì đảm bảo VinFast sẽ thành công tại Mỹ? Trong một bài phát biểu trên kênh CNN, cựu CEO VinFast toàn cầu Michael Lohscheller giải thích: nếu bạn muốn trở thành một thương hiệu toàn cầu, bạn phải đến Mỹ. Thật vậy, tiêu chuẩn công nghệ và an toàn cao cho ô tô tại Mỹ đồng nghĩa với việc VinFast hy vọng việc tiếp nhận sản phẩm thành công ở đó sẽ tạo dựng niềm tin cho thương hiệu, từ đó có thể tăng doanh số và sự công nhận ở những nơi khác trên thế giới. VinFast cũng đang xem xét việc thành lập một nhà máy sản xuất tại Mỹ cũng như IPO trên sàn giao dịch chứng khoán ở New York. Bằng cách tập trung vào doanh số bán xe điện tại Mỹ, VinFast nhận thấy cơ hội tiến bước vào một thị trường đang đổi mới, nơi những người dẫn đầu trong ngành không phải lúc nào cũng là các công ty lâu đời. Thay vào đó, hãng xe Việt nhận thấy sự cạnh tranh với các công ty mới như Tesla Motor hoặc một số đơn vị khác như Rivian. Thực tế, các công nghệ mới thường thu hút những người mua trẻ tuổi, sẵn sàng dùng thử các thương hiệu chưa được biết đến rộng rãi. Giấc mơ California. VinFast hiện đang tập trung vào khu vực California, trung tâm của thế giới nghiên cứu và phát triển công nghệ. Những chiếc xe được giới thiệu tại Los Angeles vào tháng 11 là xe điện do hãng Pininfarina thiết kế với kiểu dáng thu hút nhưng vẫn an toàn. Nhiều studio thiết kế và hiểu biết về văn hóa ô tô được đặt tại California. Ngoài ra, bang này thường được coi là nơi tạo ra xu hướng cho các phong cách mới có thể du nhập đến những nơi khác trên thế giới. Thành phố Los Angeles đã cung cấp cho VinFast một gói hỗ trợ để đặt trụ sở chính tại đây. Chiến lược bán hàng của VinFast sẽ tập trung vào hình thức trực tuyến, đi theo con đường của các nhà sản xuất xe điện khác. Tuy nhiên, những đơn vị trước thường gặp phải thách thức từ luật nhượng quyền đại lý ô tô của Mỹ. Một yếu tố khác mà VinFast chưa cần đề cập đến ngay nhưng có thể trở thành yếu tố quan trọng quyết định vào thành bại của hãng xe tại Mỹ chính là liệu các mẫu xe điện của công ty có được lượng lớn người dân gốc Á tại California đón nhận hay không. Hiện số lượng người Mỹ gốc Á, bao gồm Việt Nam, đang chiếm khoảng 16% dân số tại California. Ngoài xu hướng công nghệ, người Mỹ gốc Á cũng được cho là yêu thích các sản phẩm thân thiện với môi trường như xe điện. Những công ty phát triển các công nghệ xanh, thân thiện với môi trường dần chiếm được cảm tình từ người tiêu dùng toàn cầu. Chính những yếu tố như vậy đã định hình chiến lược phát triển toàn cầu của các công ty lớn như General Motors. Gã khổng lồ này cũng lên kế hoạch tung ra các sản phẩm chạy điện trong năm 2035 tại Mỹ. Trong khi đó, VinFast vẫn đều đặn xuất hiện trên đường phố Việt Nam. Chiếc xe bán chạy nhất trong nước là một chiếc hatchback Vandin. Đây không phải là một chiếc xe điện hay một chiếc xe hơi sang trọng, hoàn toàn khác với hình ảnh tiên tiến mà Vingroup đang quảng bá ra nước ngoài thông qua sự ra mắt mới nhất tại Mỹ. Xây dựng bản sắc thương hiệu mới là một công việc mạo hiểm. Được thực hiện một cách cẩn thận, VinFast có thể sớm thâm nhập vào danh sách những thương hiệu mới thời thượng, thu hút sự chú ý của người mua trẻ trên toàn cầu và vượt qua những gã khổng lồ ô tô truyền thống như General Motors, Toyota và Volkswagen. Đánh cực lớn vào việc xây dựng thương hiệu cho tương lai dường như là một chiến lược hợp lý dành cho một công ty ô tô chưa có lịch sử lâu đời. Việc không bị ràng buộc bởi những gốc rễ như vậy có lẽ sẽ trở thành một trong những tài sản lớn nhất của VinFast. VinFast mở nhà máy ở Ấn Độ. Theo Reuters, VinFast chuẩn bị mở nhà máy ô tô đầu tiên ở bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ trong năm 2024. Tại đây, công ty sẽ sản xuất pin cho xe điện, khác với kế hoạch đã công bố trước đó rằng đây sẽ là nhà máy sản xuất và lắp ráp xe với linh kiện được vận chuyển từ Việt Nam. Nguồn tin từ Reuters tiết lộ, một số lãnh đạo của VinFast đã đến quận Thoothukudi ở Tamil Nadu để khảo sát địa điểm chuẩn bị xây dựng nhà máy. Trước đó vào tháng 9 năm 2023, hãng tin này từng cho biết VinFast đã bắt đầu tuyển dụng các vị trí bán hàng, pháp lý và hậu cần tại Ấn Độ. Việc xây dựng nhà máy sản xuất pin có thể chỉ là bước đi đầu của VinFast trước khi mở rộng ra thành nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô hoàn chỉnh. Hồi tháng 10 năm 2023, hãng xe của Việt Nam cho biết
sẽ xây dựng các nhà máy lắp ráp ô tô tại Ấn Độ và Indonesia với công suất mỗi nhà máy lên tới 50.000 xe một năm và vốn đầu tư ban đầu là 200 triệu USD. Dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2026, bắt đầu sản xuất 3 mẫu xe VF3, VF5 và VF E34. Theo Forbes India, VinFast lựa chọn Ấn Độ vì đây là thị trường ô tô lớn thứ 3 trên thế giới, nhưng tỷ lệ xe điện chỉ chiếm 1%. Do đó, dư địa thị trường vẫn còn rất nhiều, mang lại cơ hội cho những hãng xe mới như VinFast. Bản thân thị trường xe điện của Ấn Độ được dự báo sẽ có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm CAGR là 90% trong thập kỷ này và chạm mốc 150 tỷ USD vào năm 2030. Và khi xe điện vẫn còn ở giai đoạn non trẻ tại nước này, động thái nhập cuộc sớm của VinFast sẽ giúp hãng nắm bắt được thị trường tốt nhất. Kèm theo đó là nhiều cơ hội để tự tạo chỗ đứng cho riêng mình cũng như giành được sự tin tưởng của người tiêu dùng Ấn Độ. Vì sao VinFast chọn Indonesia là thị trường đầu tiên để tiến quân ra Đông Nam Á? Theo Bloomberg, VinFast đã lên kế hoạch đầu tư đến 1,2 tỷ USD vào Indonesia trong dài hạn, trong nỗ lực mở rộng sang các thị trường Đông Nam Á sau khi niêm yết thành công tại Mỹ. Khoản đầu tư bao gồm 150 triệu đến 200 triệu USD cho một cơ sở sản xuất tại Indonesia, bắt đầu hoạt động vào năm 2026 với công suất 30.000 đến 50.000 xe một năm. Theo tài liệu F1 gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch Mỹ, SEC. Câu hỏi đặt ra là tại sao VinFast lại chọn Indonesia là điểm xuất quân cho mục tiêu chinh phục các thị trường Đông Nam Á mà không phải một thị trường khác? VinFast chọn Indonesia bởi đây là thị trường tiềm năng phù hợp cho xe điện VinFast. Indonesia chính là quốc gia có dân số đông thứ tư thế giới với 277 triệu người, cũng là nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á. Xét về góc độ kinh doanh, đây là thị trường mà bất cứ hãng xe nào đều muốn gia nhập. Trong khi đó, thị trường xe điện tại quốc gia này vẫn trong giai đoạn khá hoang sơ nhưng vẫn được đánh giá là cực kỳ tiềm năng với khả năng tăng trưởng nhiều con số qua mỗi năm. Theo số liệu của Cục Khảo sát Địa chất Mỹ, Indonesia chính là nước có trữ lượng nickel lớn nhất thế giới với 21 triệu tấn, chiếm 22% trữ lượng toàn cầu. Đây cũng là nhà sản xuất nickel lớn nhất toàn cầu, chiếm đến 39% sản lượng của toàn thế giới, xếp trên các nước quốc gia như Philippines, Nga hay Úc. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hàng loạt các ông lớn ngành sản xuất ô tô điện đang xúc tiến việc mở nhà máy tại Indonesia, chẳng hạn Tesla hay BYD. Nắm giữ được nguyên liệu sản xuất pin được xem là một trong những chìa khóa để mở rộng hoạt động sản xuất xe điện khi đây chính là linh kiện đắt nhất, chiếm đến 1/3 giá thành trên mỗi chiếc xe điện. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đi trước Elon Musk một bước. Tesla lấp lửng việc xây nhà máy ở Indonesia đã lâu nhưng chưa chốt, nguy cơ mất thị trường lớn nhất Đông Nam Á vào tay VinFast. Indonesia có trữ lượng nickel làm xe điện lớn nhất thế giới, nhưng Elon Musk lại do dự và để VinFast vượt mặt. Vậy câu chuyện đằng sau là gì? Hãng tin CNBC cho hay, với lợi thế về tài nguyên sản xuất xe điện cùng các chính sách thân thiện, Indonesia đang thu hút các nhà đầu tư toàn cầu về lĩnh vực này. Minh chứng cụ thể nhất cho việc này là thỏa thuận đã được công bố về việc VinFast, hãng xe điện của Việt Nam, dự kiến sẽ đầu tư tối thiểu 1,2 tỷ USD vào Indonesia trong dài hạn. Song song với việc phân phối các dòng xe nhập khẩu từ Việt Nam trong giai đoạn đầu, VinFast sẽ đầu tư 200 triệu USD để xây dựng nhà máy sản xuất xe điện với sản lượng dự kiến lên đến 30.000 đến 50.000 xe một năm tại Indonesia. Tờ SCMP cho hay, Indonesia đã cố gắng mời gọi Tesla mở nhà máy tại đây nhằm thực hiện giấc mơ thành công xưởng phương tiện xanh ở khu vực. Thế nhưng Elon Musk vẫn chỉ đặt cược vào Trung Quốc. Kết quả là VinFast đã trở thành hãng xe điện tiên phong mở toang cánh cửa thị trường lớn nhất Đông Nam Á này. Cơ hội cho ai? Tôi đã nói với Musk rằng nếu ông đầu tư vào Indonesia, tôi sẽ nhượng bộ cho Tesla khai thác nickel, Tổng thống Indonesia Joko Widodo chia sẻ. Dẫu vậy, tờ SCMP cho hay Tesla vẫn chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào rõ ràng tính đến thời điểm hiện tại. Ngoài việc bán ô tô, Tesla cũng đang thành lập trụ sở chính, trung tâm dịch vụ và trung tâm trải nghiệm tại Selangor của Malaysia. Đồng thời sẽ đầu tư đáng kể vào mạng lưới các trạm sạc nhanh và sạc thường trên cả nước. Tuy nhiên, Elon Musk tuyệt nhiên không đề cập đến việc mở nhà máy như VinFast đã làm. Xin được nhắc rằng, ngay sau thỏa thuận của VinFast, Tổng thống Widodo đã hoan nghênh và hy vọng các doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam tiếp tục hợp tác, đầu tư nhiều hơn nữa vào Indonesia, cùng Indonesia hiện thực hóa mục tiêu của mình
nhất là đầu tư vào khu vực thủ đô mới Nusantara. Đây chắc chắn là một cơ hội tốt cho hãng xe điện VinFast khi đi tiên phong vào thị trường này. Quay trở lại với Tesla, chuyên gia Andrei Chastro-Nugroho của Viện Phát triển Kinh tế và Tài chính Jakarta cho biết, Nikken không phải là một lời đề nghị hấp dẫn đối với Elon Musk nữa. Tesla không sử dụng pin dựa trên Nikken nữa, vì vậy sẽ rất khó để Indonesia thuyết phục Tesla thiết lập một cơ sở sản xuất pin xe điện tại đây. Chớ trêu thay, một trong những điều khiến Musk chuyển sang sử dụng pin lithium lại chính là do lệnh cấm xuất khẩu quặng Nikken của Indonesia, khiến giá nguyên liệu này tăng lên, ông Nugroho nhận định. Được biết, pin lithium không chứa các nguyên liệu mà Indonesia tự hào như Nikken hay Cobalt, đồng thời dễ chế tạo và giá rẻ hơn dù chúng chứa ít mật độ năng lượng so với pin Nikken. Hệ quả là hiện Elon Musk vẫn phụ thuộc chủ yếu vào các nhà máy ở Trung Quốc. Phân xưởng Thượng Hải của Tesla chiếm đến 52% tổng sản phẩm của hãng với 711.000 chiếc xe điện xuất xưởng mỗi năm. Giấc mơ xe điện. Rõ ràng việc Elon Musk do dự với Indonesia đã bỏ qua một cơ hội cực kỳ lớn. CEO Anindya Novian Bakri của Bakri & Brothers, công ty mẹ của hãng sản xuất xe buýt điện VKTR tại Indonesia, nhận định thị trường này sẽ là cửa ngõ cho nhiều tập đoàn quốc tế muốn tiếp cận thị trường Đông Nam Á. Hiện Indonesia là nước đông dân nhất khu vực với 281 triệu người tính đến năm 2023, xếp hạng thứ tư toàn cầu về dân số. Ngoài ra, số liệu của Ngân hàng Thế giới World Bank cũng cho thấy Indonesia là nền kinh tế có GDP tính theo sức mua tương đương PBB cao nhất Đông Nam Á, đạt 4.036 tỷ USD năm 2022. Những con số này biến Indonesia thành thị trường tiềm năng nhất cho các tập đoàn xe điện khi muốn tiếp cận khu vực. Bên cạnh đó, Indonesia cũng nổi tiếng về tài nguyên làm xe điện, đến mức hàng loạt hãng Trung Quốc cũng phải đổ về đây để đầu tư nhằm cố gắng kiểm soát chuỗi cung ứng nguyên liệu. Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện là nước có trữ lượng Nikken lớn nhất thế giới với tỷ lệ 22% toàn cầu. Quốc gia này cũng nổi tiếng về sản xuất đồng, thiếc hay các nguyên liệu cần thiết cho pin xe điện như cobalt, bauxit. Báo cáo của ASEAN Briefing cho thấy Indonesia đang là nước xuất khẩu Nikken lớn nhất thế giới và đây là một trong những ưu thế cực kỳ quan trọng để Indonesia tự tin thu hút các nhà sản xuất như Tesla hay VinFast. Thêm nữa, Indonesia cũng nhận thức rất rõ được mục tiêu thành trung tâm xe điện của mình, qua đó ban hành hàng loạt các chính sách ưu đãi. Nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú cần thiết cho xe điện của Indonesia đã củng cố sức hấp dẫn của nước này. Ngoài ra còn có các chính sách thu hút đầu tư vào xe điện, đặc biệt là sau khi chính phủ nước này ngày càng kêu gọi tận dụng tài nguyên thiên nhiên của mình để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Chuyên gia phân tích Kokesho Tostrai của PMI Fish Solution nói với CNBC. Theo CNBC, hiện Indonesia đã cấm xuất khẩu một số kim loại và khoáng sản nhằm thu hút các nhà đầu tư và nhà sản xuất có nhu cầu về những nguyên liệu đó đến nước này hợp tác và đầu tư. Giấc mơ trở thành trung tâm pin xe điện toàn cầu của quốc gia này đã nhận được sự ủng hộ đáng kể trong những năm gần đây khi các nhà sản xuất ô tô châu Á như Toyota và Hyundai đã đầu tư hàng tỷ USD để mở rộng cơ sở sản xuất xe điện ở Indonesia. Báo cáo đầu tư ASEAN năm 2022 cho thấy sản xuất pin xe điện chiếm tỷ trọng đáng kể trong đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tại Đông Nam Á từ năm 2019 đến năm 2021, đặc biệt là ở Indonesia, Malaysia và Thái Lan. Tất nhiên, theo CNBC, Indonesia sẽ rất khó để thay thế Thái Lan ngay lập tức trở thành trung tâm sản xuất ô tô trong khu vực khi nước láng giềng đã xây dựng được ngành xe hơi trong thời gian dài. Ngoài ra, Indonesia cũng sẽ phải cạnh tranh với các đối thủ có chi phí sản xuất rẻ hơn ở Việt Nam và Philippines. Bất chấp điều đó, hãng tin CNBC nhận định sự tăng trưởng của ngành xe điện Indonesia có thể mang lại hiệu ứng tích cực cho các nước láng giềng. Báo cáo của ngân hàng Maybank cho thấy bằng cách cung cấp khả năng tiếp cận các nguyên liệu chính cho pin xe điện, Indonesia có thể thu hút nhiều đầu tư hơn và giúp khu vực ASEAN phát triển xe điện nhanh hơn, rẻ hơn. Học tập Trung Quốc. Bên cạnh lợi thế tài nguyên, Indonesia cũng tung ra hàng loạt chính sách kích thích nhu cầu xe điện. Tờ Channel News Asia CNA đưa tin, chính phủ Indonesia chuẩn bị đưa ra loạt ưu đãi hấp dẫn cho người dân khi mua xe điện nhằm thúc đẩy nhu cầu sử dụng phương tiện vận tải xanh trên toàn lãnh thổ. Các nhà chức trách kỳ vọng rằng xe điện sẽ chiếm 5% tổng doanh số bán xe trong năm nay và gấp đôi tỷ lệ đó vào năm 2024.
Thêm nữa, Indonesia cũng đã và đang triển khai nhiều kế hoạch để phá vỡ những rào cản giữa người dân trong nước và xe điện nhằm giúp người tiêu dùng dễ tiếp cận với sản phẩm này hơn. Hàng loạt những chính sách ưu đãi đã được tung ra như giảm thuế cho ô tô điện hay trợ cấp cho xe đạp điện. Nhờ đó, giá thành của những mẫu xe điện tại Indonesia rẻ hơn đáng kể, thúc đẩy nhu cầu mua và sử dụng của người dân. Các công ty sản xuất xe điện tại Indonesia cũng đang tìm mọi cách để thu hút người tiêu dùng nội địa. Oika, một công ty của Singapore hiện đặt tại Indonesia, đã đầu tư các trạm trổi pin cho người dùng xe đạp điện của hãng tại khu vực Jakarta và Bali. Thay vì mua pin hay sạc pin tại nhà, người dùng chỉ cần đến trạm sạc này để đổi pin đã cạn, lấy pin đã được sạc đầy. Trung Quốc là một trong những quốc gia sử dụng xe điện nhiều nhất thế giới, vì ngay từ đầu họ đã để Tesla gia nhập thị trường và cạnh tranh với các hãng xe nội địa của họ. Bằng cách này, các hãng xe điện Trung Quốc đã phải tự nâng cấp các sản phẩm của mình để có thể chiếm ưu thế trên sân nhà. Điều tương tự cũng có thể xảy ra với Indonesia nếu chúng ta biết tận dụng cơ hội, một quan chức Indonesia nói với CNA. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Vì sao VinFast chọn Indonesia là thị trường đầu tiên để tiến quân ra Đông Nam Á? VinFast sẽ vừa đưa sản phẩm sang kinh doanh tại Indonesia, đồng thời mở nhà máy tại đây. Tổng mức đầu tư được cho là 1,2 tỷ USD. Theo Bloomberg, VinFast đã lên kế hoạch đầu tư đến 1,2 tỷ USD vào Indonesia trong dài hạn, trong nỗ lực mở rộng sang các thị trường Đông Nam Á.
Mới đây, tại Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư và Kinh doanh ASEAN tại Jakarta, CEO VinFast Lê Thị Thu Thủy chia sẻ rằng hệ sinh thái xe điện ngày càng phát triển ở Đông Nam Á sẽ hỗ trợ cho sự tăng trưởng của VinFast. Trong đó, bà đề cập tới Indonesia, đất nước giàu nickel và sở hữu ngành sản xuất pin lớn ở Đông Nam Á. Theo số liệu của Cục Khảo sát Địa chất Mỹ, Indonesia chính là nước có trữ lượng nickel lớn nhất thế giới với 21 triệu tấn, chiếm 22% trữ lượng toàn cầu. Đây cũng là nhà sản xuất nickel lớn nhất toàn cầu, chiếm đến 39% sản lượng của toàn thế giới, xếp trên các quốc gia như Philippines, Nga hay Úc. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến hàng loạt các ông lớn ngành sản xuất ô tô điện đang xúc tiến mở nhà máy tại Indonesia, chẳng hạn như Tesla hay BYD. Nắm giữ được nguyên liệu sản xuất pin được xem là một trong những chìa khóa để mở rộng hoạt động. Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Việt Nam chỉ còn 5 tỷ phú, hai đại gia rớt khỏi bảng xếp hạng giàu bậc nhất hành tinh. Trong vòng nửa tháng, khối tài sản của các tỷ phú liên tục biến động, Việt Nam chỉ còn 5 tỷ phú trụ lại trong bảng xếp hạng những người giàu bậc nhất hành tinh. Bước sang năm mới 2024, các tỷ phú Việt cũng chứng kiến sự biến động của các khối tài sản, bảng xếp hạng những người giàu bậc nhất hành tinh. Theo đánh giá của Forbes cho thấy, Việt Nam chỉ còn 5 tỷ phú đô la, giảm một số người so với hồi đầu năm nay. Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Đình Long vụt tăng. Theo đó, ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch tập đoàn Vingroup, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với khối tài sản 4,5 tỷ USD, cao nhất so với các tỷ phú Việt, tăng 200 triệu USD trong vòng nửa tháng nay. 3 năm trước, tài sản của ông Vượng được định giá là 7,3 tỷ USD bên cạnh mảng bất động sản. Những năm gần đây, chủ tịch tập đoàn Vingroup liên tục dồn lực cho hãng xe điện VinFast. Mới đây, phía doanh nghiệp cũng cho biết, ông Vượng chuyển từ vai trò chủ tịch hội đồng quản trị VinFast sang làm tổng giám đốc VinFast, trực tiếp sắn tay điều hành. Xếp vị trí áo quân, chủ tịch hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air, bà Nguyễn Thị Phương Thảo hiện có khối tài sản là 2,3 tỷ USD, tăng 100 triệu USD so với đầu năm nay. Bên cạnh việc nắm quyền lực tại hãng bay lớn, bà Thảo còn nắm các chức vụ quan trọng ở HD Bank, Sovico Holding. Vua thép Trần Đình Long xếp sát nút, sở hữu tổng tài sản 2,2 tỷ USD, tăng thêm 400 triệu USD trong vòng nửa tháng trở lại đây. 6 năm trước, ông Long lần đầu tiên được Forbes đưa vào danh sách tỷ phú đô la, tuy nhiên sau đó lại lận đận vì giá cổ phiếu tập đoàn Hòa Phát lao dốc. Đến năm 2021, khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh, nhà nhà, người người mua chứng khoán, tài sản của ông Long cũng tăng vọt, đưa ông trở lại bảng xếp hạng người giàu bậc nhất hành tinh. Gần đây, giá trị tài sản của ông Long nắm giữ cũng liên tục biến động, song vẫn giúp ông cầm cự trong top tỷ phú đô la của Việt Nam. Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, được thúc đẩy từ việc tăng tốc giải ngân đầu tư công và sự tiến triển của ngành bất động sản, dự báo năm nay, tổng lượng sản xuất và tiêu thụ thép đều tăng so với năm trước. Hai vị trí cuối cùng ở trong top 5 tỷ phú đô la của Việt Nam thuộc về tỷ phú Trần Bá Dương, chủ tịch Thaco và tỷ phú Hồ Hùng Anh, chủ tịch Techcombank với khối tài sản 1,4 tỷ USD, mỗi người cũng giảm 100 triệu USD so với đầu năm nay. Trong danh sách trên, ông Trần Đình Long và ông Trần Bá Dương có tuổi đời lớn nhất 63 tuổi, tiếp đến là ông Phạm Nhật Vượng 55 tuổi, riêng bà Nguyễn Thị Phương Thảo và ông Hồ Tùng Anh cùng trang lứa 53 tuổi. Ông Nguyễn Đăng Quang rớt khỏi top 5. Với biến động trên sàn chứng khoán, cổ phiếu MSN, tập đoàn Masan cũng trải qua các pha treo đảo, góp phần tác động lên giá trị tài sản của chủ tịch Nguyễn Đăng Quang. Tính đến thời điểm hiện tại, Forbes chính thức đưa ông Quang rớt khỏi bảng xếp hạng những người giàu bậc nhất thế giới. Năm 2019, lần đầu tiên vị chủ tịch của công ty hàng tiêu dùng top đầu Việt Nam bước vào bảng danh giá với khối tài sản 1,3 tỷ USD, sau đó đón nhận thời kỳ đỉnh cao năm 2022 khi tăng lên mốc 1,9 tỷ USD. Tháng 3 2022, có tới 7 người Việt lọt top bảng xếp hạng tỷ phú đô la do Forbes công bố, nhiều nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, đến thời điểm này chỉ còn 5 người, sau khi đại gia bất động sản Bùi Thành Nhơn, Novaland và ông Nguyễn Đăng Quang lần lượt rời đi. Từ tuổi trẻ.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. VinFast của ông Phạm Nhật Vượng đi Indonesia, Ấn Độ, đối thủ sừng sỏ tìm đường vào Việt Nam và láng giềng. Hãng xe điện VinFast vừa công bố đầu tư vào Indonesia và Ấn Độ, còn thị trường Việt Nam vẫn gợi mở nhiều cơ hội cho hãng xe điện nước ngoài.
Theo kế hoạch đã được công bố, VinFast dự kiến sẽ đầu tư tối thiểu 1,2 tỷ USD vào Indonesia trong dài hạn. Song song với việc phân phối các dòng xe nhập khẩu từ Việt Nam trong giai đoạn đầu, VinFast sẽ đầu tư 200 triệu USD để xây dựng nhà máy sản xuất xe điện với sản lượng dự kiến lên đến 30-50.000 xe trên năm tại Indonesia. Trước đó, hôm 13 tháng 1, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã đến thăm tổ hợp nhà máy sản xuất ô tô, xe máy điện VinFast tại Hải Phòng và trực tiếp tìm hiểu các dòng ô tô điện cao cấp thương hiệu Việt Nam. Tại đây, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Tổng Giám đốc VinFast Toàn cầu đã trực tiếp cầm lái đưa Tổng thống Joko Widodo tham quan xưởng sản xuất ô tô điện tại tổ hợp nhà máy hiện đại hàng đầu thế giới của VinFast. Tại buổi tham quan và tìm hiểu dòng ô tô điện Việt Nam, Ngài Tổng thống Indonesia bày tỏ vui mừng khi đến thăm nhà máy và ấn tượng với chất lượng của các dòng xe VinFast. Tổng thống Joko Widodo cho biết sẽ tạo điều kiện để VinFast sớm hoàn tất các thủ tục đầu tư, sản xuất và kinh doanh tại thị trường Indonesia. Trước đó, trong thông cáo báo chí ngày 6 tháng 1, VinFast sẽ đầu tư 2 tỷ USD vào bang Tamil Nadu ở miền Nam Ấn Độ, ghi dấu bước ngoặt quan trọng của hãng trong chiến lược thâm nhập vào thị trường ô tô lớn thứ 3 thế giới. Trong 5 năm đầu tiên, mức đầu tư là 500 triệu USD cho giai đoạn 1. Theo kế hoạch, dự án xây dựng cơ sở sản xuất xe điện và pin của VinFast tại Tamil Nadu sẽ bắt đầu trong năm 2024, tạo ra khoảng 3.500 việc làm tại địa phương. Tọa lạc tại thành phố cảng Thoothukudi, dự án đặt mục tiêu phát triển thành trung tâm sản xuất xe điện hiện đại, tầm cỡ trong khu vực với quy mô sản xuất lên đến 150.000 xe điện trên năm, tuyên bố chung chưa tiết lộ quy mô nhà máy pin. Kế hoạch mở rộng sang Ấn Độ được thực hiện nhằm nắm bắt cơ hội phát triển tại thị trường đông dân nhất và có ngành xe điện tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Đây là một phần trong kế hoạch thiết lập sự hiện diện mạnh mẽ của VinFast tại các thị trường trọng điểm, cũng như hoàn thiện chuỗi cung ứng xe điện cho chiến lược phát triển toàn cầu. Đối thủ của VinFast đã xây nhà máy ở Thái Lan đang khảo sát Việt Nam. Cách đây vài ngày, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức buổi làm việc với tập đoàn BYD Trung Quốc về nghiên cứu khảo sát, triển khai dự án đầu tư sản xuất xe ô tô điện trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lại Văn Hoàn tiếp và làm việc với tập đoàn. Tại buổi làm việc, bà Diana Su, Tổng Giám đốc Phòng Hành chính Văn phòng Chủ tịch Tập đoàn BYD đã giới thiệu về Tập đoàn BYD. Tập đoàn BYD được thành lập năm 1995, có trụ sở đặt tại Thâm Quyến, Trung Quốc, là một trong những doanh nghiệp sản xuất ô tô điện thuộc top đầu Trung Quốc. Theo xu thế hiện nay, ngành xe điện đang phát triển nhanh chóng, vì vậy tập đoàn đang muốn mở rộng thị trường, nghiên cứu đầu tư dự án tại Việt Nam. Trong đó, Thái Bình là một trong những địa điểm tập đoàn nghiên cứu, khảo sát, tìm hiểu để thực hiện dự án đầu tư. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình Lại Văn Hoàn khẳng định tỉnh này có đầy đủ các yếu tố thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư tại tỉnh. Trước đề xuất của doanh nghiệp, lãnh đạo địa phương bày tỏ mong muốn tập đoàn đến nghiên cứu, hợp tác đầu tư với tỉnh, đồng thời cam kết tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội và thực hiện đầu tư. Tại nước láng giềng, Thái Lan, BYD trở thành thương hiệu xe điện bán chạy nhất Thái Lan vào năm 2023 với hơn 30.500 xe bán ra. Theo đó, mẫu SUV BYD Atoba Dream Plus đã trở thành mẫu xe điện bán chạy nhất tại Thái Lan với hơn 12.500 xe được giao tới tay khách hàng. Hiện nay, có 99 đại lý BYD ở Thái Lan đang bán 3 mẫu xe BYD Atoba, BYD Dolphin và BYD Seal. BYD có kế hoạch bắt đầu sản xuất xe điện tại Thái Lan vào cuối năm nay nhằm củng cố vị thế của mình tại thị trường này. Hồi đầu năm ngoái, theo Tân Hoa Xã Trung Quốc, nhà sản xuất xe điện hàng đầu Trung Quốc BYD đã tổ chức lễ động thổ nhà máy ở ô tô điện đầu tiên tại Thái Lan, đánh dấu động thái mở rộng dấu ấn tại Đông Nam Á. Nhà máy mới tọa lạc tại đặc khu hành lang kinh tế phía đông ở tỉnh ven biển Rayong, dự kiến sẽ đóng vai trò là trung tâm sản xuất và phân phối xe điện EV ở Thái Lan, các nước ASEAN láng giềng và các khu vực khác. Nhà máy dự kiến bắt đầu sản xuất vào năm 2024 với công suất là 150.000 phương tiện sử dụng năng lượng mới mỗi năm. Khoản đầu tư của BYD vào Thái Lan cũng phù hợp với mục tiêu của chính phủ Thái Lan là có 30% phương tiện sản xuất trong nước là xe điện vào năm 2030. Từ Soha, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. VinFast giao hơn 34.800 xe trong năm 2023. VinFast giao tổng cộng 13.513 xe trong quý 4 năm 2023,
tăng 35% so với quý trước đó. Con số này đóng góp 39% tổng số xe mà hãng xe điện Việt Nam bàn giao trong cả năm ngoái. VinFast vừa công bố tổng số xe được giao trong quý 4 và cả năm 2023 trên toàn cầu. Theo đó, công ty đã giao 13.513 xe điện trong quý cuối cùng của năm ngoái, tăng 35% so với quý trước đó. Tính chung cả năm, công ty giao 34.855 xe, nâng tổng số xe đã bàn giao trên toàn cầu lên 42.291 chiếc kể từ đợt bàn giao đầu tiên vào năm 2021. Bà Trần Mai Hoa, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing của VinFast cho biết, công ty đã gia tăng được số lượng xe giao trong quý 4 so với các quý trước đó. Tuy nhiên, trước bối cảnh kinh tế toàn cầu chưa khởi sắc, việc chuyển đổi sang xe điện ở một số khu vực vẫn chậm hơn dự kiến, dẫn tới số xe giao được thực tế bị ảnh hưởng, bà chia sẻ. Công ty cũng thông báo sẽ công bố kết quả tài chính quý 4 2023 trước khi thị trường mở cửa vào ngày 22 tháng 2 năm 2024. Cùng ngày, ba lãnh đạo VinFast sẽ tổ chức buổi phát sóng trực tiếp trên trang web để thảo luận về chiến lược và hiệu quả kinh doanh của công ty. Trong quý 3 2023, VinFast bàn giao 10.027 ô tô điện, tổng doanh thu đạt 8.254 tỷ đồng, tương đương khoảng 342,7 triệu USD, tăng 4% so với quý 2 năm 2023 và 159% so với quý 3 2022. Mới đây, tại CES 2024 Las Vegas, hãng xe điện Việt Nam đã giới thiệu dàn xe điện mới bao gồm một mẫu xe đạp điện Mini E SUV VinFast VF3 và xe bán tải concept VinFast VFY. Ngoài mở rộng dải sản phẩm, VinFast cũng chuyển đổi mô hình kinh doanh, mở rộng hệ thống kênh phân phối thông qua hợp tác với các đại lý và nhà phân phối trên toàn cầu. Mô hình mới sẽ mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng, thúc đẩy tốc độ hiện diện tại những thị trường mục tiêu và tối ưu chi phí đầu tư. Về quy mô hoạt động, công ty dự kiến phát triển kinh doanh tại ít nhất 50 thị trường mới trên toàn cầu vào cuối năm 2024. Trong đó, VinFast dự kiến đầu tư tối thiểu 1,2 tỷ USD vào Indonesia trong dài hạn. Song song với việc phân phối các dòng xe nhập khẩu từ Việt Nam trong giai đoạn đầu, VinFast sẽ đầu tư 200 triệu USD để xây dựng nhà máy sản xuất xe điện với sản lượng dự kiến lên đến 30-50.000 xe trên năm tại Indonesia. Mới đây, hãng xe điện Việt Nam và chính quyền bang Tamil Nadu ở miền Nam Ấn Độ cũng chính thức công bố hợp tác trong bản ghi nhớ đầu tư. Theo đó, hai bên sẽ hợp tác hướng tới khoản đầu tư lên tới 2 tỷ USD. Từ Jet News, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Thông cáo báo chí. VinFast lần đầu tiên giới thiệu mẫu xe VF3 và VF World tại Canada. Quebec, ngày 19 tháng 1 năm 2024. Sau khi gây tiếng vang tại triển lãm CES 2024, VinFast sẽ tiếp tục giới thiệu mẫu xe điện Mini eSUV VF3 và mẫu xe ý tưởng bán tải điện VF World tới thị trường Canada trong khuôn khổ triển lãm ô tô quốc tế Montreal MIAS 2024. Đây là lần thứ hai VinFast Canada tham dự MIAS với dàn sản phẩm đa dạng, tiếp tục khẳng định cam kết đưa di chuyển điện hóa dễ dàng tiếp cận hơn tới khách hàng Bắc Mỹ. MIAS 2024 sẽ diễn ra từ ngày 19 tháng 1 đến ngày 28 tháng 1 năm 2024 tại Trung tâm Hội nghị Montreal Palais des Congrès. Đây là triển lãm ô tô lớn nhất tại tỉnh Quebec với sự tham gia của hơn 20 nhà sản xuất ô tô nổi tiếng trên thế giới. Bên cạnh việc trưng bày 4 mẫu xe điện chủ lực bao gồm VF6, VF7, VF8 và VF9, thì VinFast cũng sẽ giới thiệu chính thức mẫu xe điện Mini eSUV VF3 và mẫu xe ý tưởng bán tải điện VF World tới thị trường Canada. Sở hữu kích thước các chiều dài, rộng, cao lần lượt là 3190x1679x1622mm cùng với hàng ghế sau có thể gập xuống hoàn toàn, VinFast VF3 mang đến một không gian lái và diện tích khoang chứa đồ tối ưu cho người sử dụng. Với phạm vi di chuyển lên đến 210km sau mỗi một lần sạc đầy cùng với thiết kế cân đối, thì VF3 sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo cho những người có nhu cầu di chuyển trong nội đô hàng ngày. Là một nhân tố mới trong dàn sản phẩm xe điện của VinFast, mẫu xe ý tưởng bán tải điện VF World thuộc phân khúc xe bán tải cỡ trung, có chiều dài tổng thể là 5.324mm và chiều rộng đạt 1.997mm. Ngoài ra thì VF World cũng sở hữu kích thước khoang chứa đồ rộng nhất trong các mẫu xe ở cùng phân khúc nhờ vào tính năng gập tự động của kính chắn gió và hàng ghế sau, giúp gia tăng chiều dài khoang chứa từ 1.524 lên đến 2.438mm. Bà Trần Mai Hoa, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing VinFast toàn cầu chia sẻ rằng
chúng tôi rất vui mừng khi được quay trở lại triển lãm MIS năm 2024. Đây là một cơ hội tốt để VinFast tiếp tục chứng minh sự đổi mới và đa dạng trong dàn sản phẩm của mình. Chúng tôi tin rằng những mẫu xe này sẽ tiếp tục gây được ấn tượng mạnh mẽ với khách hàng tại Canada, đặc biệt khi một xu hướng chuyển dịch sang sử dụng năng lượng xanh vẫn đang diễn ra mạnh mẽ tại quốc gia này. Gian trưng bày của VinFast sẽ tọa lạc tại vị trí số 29. Cùng với việc trưng bày và giới thiệu các mẫu xe điện hiện có, khách tới tham quan gian hàng của VinFast còn có cơ hội được lái thử mẫu xe VF8, đồng thời trực tiếp trải nghiệm các công nghệ hiện đại trên xe trong suốt khoảng thời gian diễn ra triển lãm. VinFast hiện tại đang sở hữu 9 cửa hàng và trung tâm dịch vụ trên khắp đất nước Canada và dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống bán hàng và trung tâm dịch vụ trong năm 2024. Cho tới thời điểm hiện tại, VinFast đã giới thiệu ra thị trường 8 mẫu ô tô điện thuộc các phân khúc phổ biến nhất từ mini car, xe SUV cỡ lớn cho đến bán tải, trong đó có 5 mẫu đang được sản xuất và bàn giao theo kế hoạch tại các thị trường trên toàn cầu. Về VinFast, VinFast là công ty thành viên của tập đoàn Vingroup với tầm nhìn trở thành thương hiệu xe điện thông minh thúc đẩy mạnh mẽ của cách mạng xe điện toàn cầu. Được thành lập vào năm 2017, VinFast sở hữu tổ hợp nhà máy sản xuất ô tô hiện đại với quy mô hàng đầu khu vực đặt tại Hải Phòng, Việt Nam với mức độ tự động hóa lên đến 90%. Cam kết mạnh mẽ với sứ mệnh vì một tương lai xanh cho mọi người, VinFast không ngừng sáng tạo, mang đến sản phẩm chất lượng, đẳng cấp, nền tảng dịch vụ thông minh, trải nghiệm khách hàng xuất sắc cùng với chiến lược giá cả hợp lý. Qua đó truyền cảm hứng đến khách hàng toàn cầu cùng chung tay cho một tương lai di chuyển thông minh và một hành tinh phát triển bền vững. Tìm hiểu thêm tại vinfastauto.com. VinFast, lượng bàn giao xe quý 4 tăng 35% so với quý 3, sẽ công bố kết quả kinh doanh vào đầu tuần tới. VinFast sẽ công bố kết quả tài chính quý 4 năm 2023 trước khi thị trường mở cửa vào ngày 22 tháng 2 năm 2024. Ngày 18 tháng 1, công ty trách nhiệm hữu hạn VinFast Auto, công ty đã công bố tổng số xe được giao trong quý 4 và cả năm 2023. Công ty đã giao 13.513 xe điện trong quý 4 năm 2023, tăng 35% so với quý trước. Tính cả năm, công ty đã giao được 34.855 xe, nâng tổng số xe đã bán giao trên toàn cầu lên đến 42.291 chiếc kể từ đợt bàn giao đầu tiên vào năm 2021. Số lượng ô tô điện VinFast bàn giao năm 2023. Bà Trần Mai Hoa, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing VinFast cho biết, chúng tôi đã gia tăng được số lượng xe giao trong quý 4 so với các quý trước đó. Tuy nhiên, trước bối cảnh kinh tế toàn cầu chưa khởi sắc, việc chuyển đổi qua xe điện ở một số khu vực vẫn chậm hơn dự kiến, dẫn tới số xe giao thực tế bị ảnh hưởng. Công ty cũng thông báo sẽ công bố kết quả tài chính quý 4 năm 2023 trước khi thị trường mở cửa vào ngày 22 tháng 2 năm 2024. Cùng ngày, bà lãnh đạo VinFast sẽ tổ chức buổi phát sóng trực tiếp trên web để thảo luận về chiến lược và hiệu quả kinh doanh của công ty. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. VinFast VF-Quay hút hồn người dùng Mỹ, liên tiếp lọt top xe ấn tượng nhất CES 2024. Với sự
Trai ước tính, thị trường xe bán tải của Mỹ được định giá ở mức gần 209 tỷ USD trong năm 2023. Thị trường này được dự báo phát triển nhanh chóng với tốc độ tăng trưởng lên tới 5,3% mỗi năm. Đến năm 2030, quy mô thị trường màu mỡ này sẽ mở rộng lên gần 300 tỷ USD. Dù ngày mở rộng về quy mô, nhưng nhu cầu thực tế của người dùng vẫn chưa được các hãng xe đáp ứng. Cây viết Jeff Jermitz, nhà báo chuyên mảng ô tô viết cho tờ Portland Tribune và nhiều tờ báo điện tử, chỉ ra thực tế, người Mỹ vẫn đang tìm kiếm một mẫu bán tải chạy điện chất lượng và có mức giá phù hợp. Hiện tại, các dòng bán tải trên thị trường Mỹ bị đánh giá là quá đắt. Nếu sản phẩm này có giá tốt và chất lượng tốt, tôi nghĩ rằng VFY sẽ đạt doanh số lớn, Jeff Jermitz nói. Nói thêm về triển vọng thâm nhập thị trường Mỹ, chuyên gia Kevin Yostema cho rằng, cơ hội là không nhỏ cho VinFast với một thế hệ người dùng trẻ và cởi mở hiện tại ở Mỹ. Thị trường luôn mở cửa cho sự đổi mới và những điều mới mẻ. Chuyên gia Kevin Yostema đánh giá về VinFast. Với những điều kiện sáng cửa ấy, theo giới chuyên gia, VFY có thể là vũ khí quan trọng giúp VinFast chiếm lĩnh quy mô lớn tại thị trường khó tính bậc nhất thế giới như Mỹ. Rộng hơn, như đánh giá của tạp chí nổi tiếng Auto Evolution, VinFast sẽ có cơ hội thâm nhập thêm nhiều thị trường khác trong tương lai gần khi hãng xe Việt Nam không hề có ý định nhẹ chân ga. Dịch vụ thu âm phát loa, thu âm quảng cáo chất lượng cao, thu âm quảng cáo khuyến mãi, xả kho, ưu đãi dịp Tết cho siêu thị, cửa hàng, shop, hỗ trợ. Thu âm quảng cáo chuyên nghiệp, giá rẻ bất ngờ, đội ngũ MC kinh nghiệm, hỗ trợ nhiệt tình, khuyến mãi biên soạn nội dung. Liên tục tuyển cộng tác viên bán dịch vụ với hoa hồng hấp dẫn. Liên hệ ngay Zalo 0964002593 để được tư vấn.